Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today we will continue Viriyasambhojjhanga. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần Viriya Sambojjhanga, tinh tấn giác chi. Is about making efforts. Tinh tấn là ra sức nỗ lực. So in our previous Dhamma talk also, we have already explained there are two different types of viriya. Những buổi pháp thoại trước chúng ta đã học hai cái loại tinh tấn khác nhau. Kayika viriya, bodily efforts or bodily energy. And Jitisika viriya, mental efforts or mental energy. Đó là Kayika là tinh tấn thuộc về thân và Chitta-viriya là tinh tấn thuộc về tinh thần. So anyway, as we have already known Four Noble Truths, Noble Eightfold Paths, right? In Noble Eightfold Paths, you mentioned Sammāvāyāma, right? Efforts. Như chúng ta đã biết, có bốn thánh đế và tám bát chánh đạo, thì trong bát chánh đạo lại có chánh tinh tấn. So now again, when we talk about viriya, we also have to know the characteristics. Usaha lakkhana, supporting, exertion, and marshaling, driving associated mentality. Sorry. Đó là chúng ta học về những cái đặc tính của tinh tấn. Đầu tiên đó là Utsaha Lakkhanam, đó là trạng thái hỗ trợ, nỗ lực và sắp xếp điều khiển những tâm sở đồng sanh. So that means it's a support or a exert. That means it will reinforce other mentalities. Điều này có nghĩa là bản bản thân tinh tấn nó sẽ hỗ trợ hay là nó sẽ sắp xếp nỗ lực để khiến những trạng thái tinh thần khác đồng sanh với nó. Then yesterday we talked about sadha, faith or confidence. But if we are associated with confidence, moderation, moderate, abstinence, then we can say this is a good effort or right effort. Và như hôm qua chúng No? ta đã học về No? hôm qua chúng ta đã học tín, thì và nếu mà tinh tấn đồng sinh với tín và đồng sinh với tàm với quý thì những cái nỗ lực đó nó sẽ là thiện nghiệp. So we may have many positive mentalities, such as mindfulness. We always talk about mindfulness. We also have Dhammavijaya. These are good quality. So we also can associate with all these things. At the time, we can say right efforts. Chúng ta có những trạng thái tinh thần tích cực thiện lành như là sati niệm dhammavijaya là trạch pháp, và nếu tinh tấn đi cùng với những trạng thái hay những sở hữu này thì tinh tấn đó trở thành chánh tinh tấn. Now we also have negative mentality, such as greed, hatred, moral shameless, moral dreadless. All the things are negative. If we are associated with this kind of negative mind mentalities, it will become wrong efforts. Và chúng ta cũng có những trạng thái tinh thần tiêu cực như là tham lam, sân hận, không có xấu hổ với bản thân, không ghê sợ tội lỗi, không. Và nếu tinh tấn đi cùng với những trạng thái tinh thần này, những sở hữu tâm này thì nó sẽ trở thành tà tinh tấn. So for example, among the positive mentality, confidence or sadha, sadha and viriya will arise together. They will support each other. Then they will become powerful.
Và giữa những trạng thái tinh thần tích cực thì chúng ta có tính Shaddha, và nếu Shaddha đi cùng với Viriya tấn thì nó sẽ hỗ trợ tương tác lẫn nhau và rất là hiệu quả. If we say briefly, the Viriya will support or reinforce all the mentality, whether it's a good or bad. Và một cách chung thì chúng ta nói rằng tinh tấn Viriya sẽ hỗ trợ tất cả những trạng thái tinh thần khác, cho dù những trạng thái đó là thiện hay bất thiện, tốt hay xấu. So if we wrongly use our bodily energy and mental energy, it will be unwholesome. If we wisely use our bodily energy and mental energy, it becomes wholesome. Nếu chúng ta sử dụng cái tinh tấn của thân chúng ta một cách sai lạc thì nó sẽ trở thành tà tinh tấn, và nếu chúng ta sử dụng một cách khôn ngoan thì nó sẽ trở thành chánh tinh tấn. Now the next one. Sahajadana Upatthapana Lakkhana. I mean, it's a function, is to consolidate or to support associated mental phenomena. It's also supporting function, it also function as a supporting. Và cái đặc tính thứ hai là phận sự của tinh tấn là Sahajatam Upatham Upatthapana Saraṃ, là để củng cố hoặc hỗ trợ các danh pháp đồng sanh với nó. Okay, the next one. Asansidana bhava pachupatthana as a non-collapse. Và tiếp theo là Asamsidana Bhava Pachupatthanam, là không sụp đổ, là trạng thái thành tựu của tinh tấn. So sansidana means actually you don't, that means you cannot complete something. You will stop in halfway or something. In this kind of way, we can say sansidana, returning or stopping there. Và ví dụ như chúng ta đang làm cái gì đó mà chúng ta không đủ sức làm nữa, chúng ta ngừng tại đó, chúng ta rút lui, chúng ta bỏ cuộc, thì đó là trạng thái không thành tựu hay là sụp đổ của tinh tấn. How can we know that our mental energy is strong or weak? Làm sao chúng ta nhận biết được là cái tinh thần của tâm của chúng ta, trạng thái tinh thần của tâm là mạnh hay yếu? So we may encounter many difficulties when we are doing something good. Chúng ta có thể sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình chúng ta làm những việc thiện tốt lành. All the difficulties are testing our virya. How strong our mind power. Và tất cả những sự khó khăn đó đó chính là những cái sự thử nghiệm, những sự thử thách để xem cái sức mạnh hay cái độ mạnh yếu của cái tinh thần chúng ta nó như thế nào. So there are many people. They stop. They are blind in the very beginning when they encounter difficulty. They stop. They cannot continue, or they don't wish to continue anymore. Và rất là nhiều người đã dừng lại khi gặp khó khăn, khi mà bắt đầu thì họ đã tính là nếu gặp khó khăn thì họ sẽ dừng lại. That means that kind of people are very weak. They don't have mind power to achieve something. Và những loại người như thế thì họ rất là yếu, tâm của họ rất là yếu và họ không có thể đạt được một cái thành tựu nào cả. Then, when I was learning English, I had one of the classmates. She's a young girl. Whenever people ask, why don't you study English? She answered, I wish to be a tourist guide. Và lúc mà thầy học tiếng Anh ấy, thì có một cái người bạn cùng lớp là một cô gái trẻ. Và khi được hỏi bạn học tiếng Anh để làm gì thì cô ấy trả lời là học để trở thành hướng dẫn viên du lịch. One month later, we have to take the exam. And she failed. Và một tháng sau thì chúng tôi phải làm bài thi thì cô ấy drop. She didn't come back to the class anymore. Cô ấy không trở lại lớp học nữa. She cannot be tourist guide anymore. Và do vậy cô ấy cũng không thể làm hướng dẫn viên du lịch nữa. Only the first time she failed. But she does not wish to, she did not wish to try a second time, third time to achieve her aim, her ambition.
và chỉ mới thất bại hay rớt lần thứ nhất thôi mà cô ấy cũng không có cố gắng thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư để có thể thành công, thành tựu cái ước muốn làm hướng dẫn viên của bản thân mình. I don't remember how many times I have failed the exam. I don't know how many times the examination I have failed. Thầy không nhớ là thầy đã thi trượt bao nhiêu lần và bao nhiêu bài thi đã thầy đã làm sai. We have monthly exam, weekly exam, yearly exam, many, many examination, right? Và chúng tôi có rất là nhiều bài thi tuần, bài kiểm tra tuần, kiểm tra tháng hay kiểm tra năm. Okay, the main thing is, if we stop in the very beginning of our aim or our ambition, that means our mind power is not strong enough. Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta dừng lại ở cái điểm khởi đầu của một cái quá trình để đạt đến những ước vọng, những mục tiêu của chúng ta, thì điều này có nghĩa rằng cái sự tinh tấn, nỗ lực trong tâm của chúng ta rất là yếu. Then we also have another one. There are many people. They have very big ambitions, very high ambitions. They're trying very hard. In the halfway to achieve their ambition, they will stop. That means they have medium efforts. Và một số người họ có những cái tham vọng rất là lớn và họ cố gắng nỗ lực, nhưng mà khi nửa đường, khi đến nửa đường thì họ chấm dứt, họ bỏ cuộc. Thì điều này có nghĩa rằng cái sức tinh tấn, sức mạnh tinh thần của họ thì nó đạt ở cái mức độ trung bình. So there are some people, although they encounter many difficulty, they just keep going until they achieve their aim and their ambition. Và có những người mặc dù họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn trở ngại nhưng mà họ vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng cho đến khi mà họ đạt được một cái mục tiêu hoặc cái ước muốn mà họ đã đặt ra. Okay, here Asansidana also means not giving up. Và cái chữ Asamsidana có nghĩa là không sụp đổ. So if we summarize, if we have very strong and powerful mind power, also mental energy, whatever difficulty we encounter, we will continue. We will not give up. This is the meaning of Vidya. Và như vậy chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là bất cứ những cái sự khó khăn, trở ngại và thử thách nào mà chúng ta gặp phải trên cái con đường làm cái gì đó thì chúng ta đều không bỏ cuộc và chúng ta vẫn tiếp tục, thì đó chính là tinh tấn. Next Yonis, Yoniso, Vajana, Vajando, Samvika, This is explanation, right? The sense of spiritual urgency is the proximate cause because the word is trying out, he strive wisely. This is a Buddha say. Và có một câu Pali được dạy bởi Đức Phật đó là Samvigo Yoniso Vadahati Ati Vachanato Samvega Padatthanam, là đây là chính là nhân gần để phát sanh tinh tấn. Điều này có nghĩa rằng một cảm giác cấp bách là nguyên nhân gần, bởi vì những lời nhanh lên thì khiến cho vị ấy phấn đấu một cách khôn ngoan. Because this one is related to Dhamma. That's why we just talk about Samvega, sense of urgency. Và bởi vì đây nó liên hệ đến pháp, giáo pháp, cho nên chúng ta nói về cái chữ Samvega có nghĩa là trạng thái kinh cảm hay trạng thái cấp bách. So sometimes we have sense of urgency or we have very strong confidence. We were trying very hard. If we can lose our sense of urgency or our faith or confidence, we were not trying. That's why this is also important. Đôi khi chúng ta có một sự kinh cảm về vô thường và chúng ta có một sự tự tin hay tính thì chúng ta cố gắng rất là tốt, nỗ lực rất là nhiều, nhưng nếu chúng ta bị mất đi cái sự kinh cảm và chúng ta cũng mất đi cái niềm tin thì chúng ta không còn cố gắng nữa. Okay, now here we should introduce four types of effort. Và chúng ta giới thiệu bốn loại tinh tấn. The first one, to stop the old habit of unwholesome action.
Thứ nhất đó là ngăn chặn thói quen cũ của hành động bất thiện. It's very easy to encourage somebody to stop bad habits, but not that easy to change. Chúng ta cảm thấy rất là rõ là dễ khuyên người ta bỏ những cái thói quen xấu nhưng mà không dễ để làm. For example, smoker. Ví dụ như hút thuốc. If we recommend them not to smoke, they will give many reasons. Nếu chúng ta khuyên cái người mà nghiện thuốc lá bỏ thuốc thì họ sẽ đem ra rất là nhiều những cái lý do. Actually, it's just excuses. Và đó chính là những cái cớ, viện cớ. Similarly, drunker. If we encourage them to stop drinking, they will get many excuses. Tương tự như vậy, những người nghiện rượu, nếu chúng ta khuyên họ nên bỏ rượu đi thì họ sẽ viện rất là nhiều cái cớ, những cái lý do và không bỏ được. Okay, the main thing is there are many, many improper actions in our life. It will be very harmful for ourselves. So very harmful for our community. In this kind of case, we should stop. We should change. Và nói một cách tổng quát là chúng ta có rất là nhiều những cái hành động, những thói quen mà nó đem lại cái sự bất lợi, sự hại cho bản thân mình và cho cộng đồng. Và chúng ta nên thay đổi, nên từ bỏ. If we are going to change, we need very strong mind power. If we don't have very strong mind power, we cannot change easily. Và khi chúng ta bắt đầu phải từ bỏ những thói quen cũ đó thì chúng ta cần một cái sức mạnh tinh thần rất là lớn để có thể thay đổi cái thói quen xấu cũ đó. Nếu chúng ta không có một sức mạnh tinh thần vững mạnh, mạnh mẽ thì chúng ta không dễ dàng gì thay đổi được. Then, okay, I should say practical way, right? In year 2021, I live in Salem and my monastery. Other than COVID-19, Pattaya is closed. I don't need to do many, many things, many duties. So I just go back to my own monastery and just relax there, teaching my students. Thầy muốn kể một cái câu chuyện là năm 2021 khi mà COVID xảy ra thì ở lúc đó Thiền viện Ba Ôi Chính đóng cửa, không có nhiều việc để làm, cho nên thầy trở về quê thầy là ở Sa Linh và ở cái thiền viện của thầy. Then one of my students wished to bring his friends from another party school Và to một my monastery. trong những đệ tử của thầy muốn đem một người bạn của vị ấy từ cái trường Bali đến để ở trong thiền viện ở Sa Linh. Then I asked what about his Vinaya, whether he really respectfully follow Vinaya or not. Và thầy hỏi rằng cái vị đó có hành trì giới luật không? Then he said, okay, except one thing, he's a good, he's a smoker. Và mọi cái việc khác, mọi giới khác đều tốt, chỉ có một cái giới thôi, đó là hút thuốc. But he's trying to stop smoking. Và vị ấy cố gắng bỏ thuốc. And I just asked him, how long has he been trying to stop smoking? Và thầy hỏi vị ấy là Has he been? have you Has he been trying been? to stop smoking? Là con đã thử, con đã cố gắng bỏ thuốc chưa? Then he say it may be around 1 year already. Và vẽ trả lời là đã thử một năm mà. So I realize 1 year is actually long enough to stop smoking. Và thầy nhận ra rằng trong vòng một năm thực sự nó đã đủ để bỏ thuốc được. Although he trying 1 year, he cannot stop smoking. Right? That means he don't wish to stop. Và như vậy mặc dù vị ấy đã thử trong vòng một năm để cố gắng bỏ thuốc nhưng mà vẫn không bỏ được, có nghĩa rằng vị ấy không muốn bỏ. If he is really willing, within 2 months, it's possible. Nếu vị ấy thực sự muốn bỏ thuốc thì chỉ cần 2 tháng thôi cũng bỏ được. We don't need 12 months. Và chúng ta không cần phải 12 tháng mới bỏ được. That's why I asked, okay, don't bring him because he's not really good person. You don't want to stop. Do vậy mà thầy mới nói với đệ tử của mình thôi đừng có gọi vị đó đến đây, bởi vì vị ấy không có phải là một cái người mà có cái ý chí để bỏ cái điều xấu. So this is just an example. We may have many, many bad habits, many, many unwholesome actions.
we are used to doing, we are used to do every day. If we don't change, that means we don't have mind power to change. Thường thì chúng ta có rất nhiều những thói quen xấu trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta không có một cái sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thì chúng ta không thể thay đổi nó. So if our mental efforts, our mind power is strong enough, we can change everything. Và nếu chúng ta có một cái sức mạnh tinh thần đủ đủ lớn thì chúng ta có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Another thing, to prevent oneself from the unwholesome actions one has never done. Và thứ tư, the second one, tức là thứ hai là ngăn chặn bản thân khỏi hành động bất thiện từng. Just right. If you have never smoked, don't try it. Don't mean that you have it. If you never drank, don't try it. Nói một cách đơn giản, nếu quý vị chưa từng hút thuốc thì đừng có thử, chưa từng uống rượu thì đừng có thử. So if bad actions become habits, very difficult to change. Những hành động xấu nào mà nó đã trở thành thói quen rồi thì rất khó để thay đổi. You know, the third one. To maintain the wholesome action. Loại thứ ba là tinh tấn duy trì hành động thiện. So in this case, you may have many good quality, good habits. We must be able to maintain. Và trong trường hợp này thì nếu chúng ta có những phẩm chất tốt, những thói quen tốt thì chúng ta nên cố gắng duy trì nó. For example, you may meditate once a day, 1 hour a day, maintain that quality. Ví dụ như nếu quý vị có thói quen hành thiền mỗi tiếng đồng hồ một ngày thì hãy duy trì cái thói quen tốt đó. Maybe you may undertake 8 precepts once a month, or maybe twice a month, or three times a month, 4 times a month. If you have that kind of habit, that kind of nature, maintain. Ví dụ như quý vị có thói quen giữ 8 giới trong một lần một tháng, hay là 2 lần, 3 lần, 4 lần trong một tháng thì hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt đó. So 2 and 3 have relationship. If we cannot maintain our good quality, we will do second one. We cannot prevent second one. We cannot prevent ourselves from our sin deeds. Và cái loại tinh tấn thứ hai và thứ ba nó có sự liên hệ với nhau, có nghĩa nếu chúng ta không có duy trì được các thói quen hành động thiện thì chúng ta sẽ khó mà ngăn chặn bản thân khỏi cái hành động bất thiện mà mình chưa từng làm. So many of smoker, right? As far as I know, they don't have that kind of habit before. They may have some friends who smoke. Can you try? They will give you cigar, right? You try a few times. Then second time they may give you. Then when he has habit of smoking, nobody give. You have to buy using your own money. For trial, many of friends will test you to take cigar or to drink, right? When you are become habit, nobody will give. Use your own money. Waste Và extra money. ví dụ như thầy biết những cái người hút thuốc trước đây họ đâu có hút đâu, nhưng mà họ thử, mới đầu là ai đó rủ rê hay mời mọc họ một điếu đầu tiên, họ hút xong thứ điếu thứ hai thứ ba cũng bị mời mọc rủ rê hay họ hút, cho đến khi họ quen rồi thì không có ai mời hết, họ cũng tự mua họ hút. Tương tự như vậy, uống rượu cũng vậy, lần thứ nhất thứ hai thì không từ chối là do nể nang, nhưng mà sau đó đã quen rồi thì tự dùng tiền của mình mua để mà xài. And now we can say good habit is also not easy to maintain, right? So trying to maintain good habit. Do vậy mà những cái hành động cũng không phải dễ để duy trì, cho nên chúng ta cố gắng duy trì. Okay, now here are four. To improve the wholesome actions, or to do the wholesome actions one has never done before. Và loại tinh tấn thứ tư là tăng trưởng những hành động thiện hoặc làm những việc thiện chưa từng làm. So in the samsara, we have done all types of unwholesome deeds
Trong luân hồi chúng ta đã từng làm tất cả những cái loại hành động bất thiện. There are many wholesome deeds we have never tried before. Nhưng có rất nhiều những thiện nghiệp, thiện pháp mà chúng ta chưa bao giờ thử làm trong suốt luân hồi. Now here practically, right? I give you very simple one. Keep knowing the breathing. But there are many people, they say what to do, they are previous practice. Ở đây có một cái ví dụ rất là cụ thể, đó là thầy đã cho cái bài tập quý vị an trú trên đề mục hơi thở trên chỗ lỗ mũi, nhưng mà rất nhiều người họ không muốn làm và họ làm những cái việc làm mà trước đây họ làm như là những phương pháp khác, vân vân. So there are many, many new meditation methods we have never practiced. Although the Buddha has said in the text many times. Và có rất là nhiều những cái bài tập thiền mà chúng ta chưa bao giờ thực hành, mặc dù Đức Phật đã chỉ dạy rất là cụ thể cặn kẽ trong kinh điển. I have to talk to Vietnamese again, right? Thầy sẽ nói về người Việt nữa. Whenever I met Singaporean, I met Indonesian, I met Vietnamese. I have already told them many times. Bất cứ khi nào mà thầy gặp những người Singapore, người Indonesia và người Việt Nam, và thầy đã nói với họ rất là nhiều lần rằng Now I should talk to Vietnamese, right? You all are good donors, right? Now you're good practitioners. và bây giờ thầy nói với người Việt Nam là đã, tất cả quý vị là những cái vị thí chủ rất là tốt, nhưng quý vị chưa phải là những hành giả tốt, Right? đúng không ạ? You offer a lot. Quý vị cúng dường rất nhiều. I don't want to see good donors too much. I have enough. I just want to see good practitioners. Thầy không có mong muốn gặp nhiều vị thí chủ tốt nữa, bởi vì thầy cũng có đủ rồi, đủ Right? thí chủ tốt rồi. Bây giờ thầy muốn nhìn thấy, gặp những cái vị mà hành giả tốt. So that means donations, offering is your habit already. Điều đó có nghĩa rằng cúng dường bố thí nó đã trở thành cái thói quen của quý vị rồi, And you can maintain. và quý vị có thể duy trì đó, You can upgrade. quý vị có thể làm cho nâng cấp lên. It doesn't mean you have to upgrade the value of donation, right? Upgrade your mind. À, quý vị không có nghĩa rằng phải nâng cấp cái phẩm vật cúng dường lên, mà nâng cấp cái phẩm chất tâm của mình lên. That means don't waste your money unnecessarily. Unnecessary. Don't waste your money unnecessarily, right? Yes. Điều đó có nghĩa là đừng có lãng phí tiền bạc một cách không cần thiết. So that means to improve even dana, you have to improve many different things. Điều đó có nghĩa là ngay cả chúng ta làm cho chúng ta thành tựu hay là thiện xảo cái việc đà ná bố thí ba la mật thì nó cũng có rất là nhiều cấp độ khác nhau. Then sila. Of course, you have to upgrade sila also. Và đối với giới sila thì tất nhiên quý vị cũng có giới hạnh rất tốt. One yogi or one sari asked me about the Sisikabara, right? Vikara Bhojana. I have to explain very long. Hôm nay có một Sayalay, cô tu nữ hỏi về 6 cái học pháp và nói về cái pháp không ăn phi thời, thì thầy đã phải trả lời rất là dài. Also in the question answer, you also ask many things about morality. Và trong những cái câu hỏi đáp thì mọi người cũng hỏi rất là nhiều về giới. So that means you are a little bit curious about morality. Compared to dana, right? This was better. Và điều đó có nghĩa là quý vị cũng có giới hạnh, và có cái sự giữ giới hay học hỏi giới tốt. So that means I don't mean you must stop offering, right? Little bit wiser to offer. Và thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy nói mọi người hãy dừng cái việc cúng dường, thầy chỉ Also, nghĩ là mọi người hãy cúng dường một cách khôn ngoan, thiện xảo hơn. similarly, you should be a little wiser in morality also. Okay. Và tương tự như vậy, mọi người cũng nên giữ giới một cách thiện xảo hơn. Again, now in meditation, sure, you must have more experiences. Và tới cái phần hành thiền thì quý vị nên có nhiều cái trải nghiệm hơn. I have a difficulty, Although I have many, many Vietnamese students, what am I going to use? Very difficult to choose. Which one I use?
Và thầy có một cái khó khăn là thầy có rất nhiều học trò người Việt, nhưng mà khi thầy cần nhờ thì thầy không biết chọn ai. Practically, before I just came here, I have an ordination. Four Vietnamese, one Chinese, one examiner from Chile. Altogether six. Right? I'm just fine. Who are chẳng among the Vietnamese? Okay. I'm for them. Okay, more than 10 was up. Stand up. Right? All Vietnamese people, if you are all more than 10 was up, stand up. Then try to chẳng among the I have to force them to practice. À, và khi mà thầy trước khi về Việt Nam á, thì thầy có cái việc cần nhờ, thì trong đó có bốn vị thì cô người Việt Nam, một vị Trung Quốc và một vị Sa Di người gì đó. Và khi mà thầy cần nhờ cái vị đó làm tụng Camá Qua Cha thì thầy mới hỏi là ai mười hà thì đứng lên. So that means we have to improve our knowledge. We also have to improve our experiences. We also have to improve the way we are doing, right? For example, dana, we have to upgrade. Sila, we have to upgrade. Samadhi also upgrade. If we can do, this is number four, to improve our wholesome actions. Yes, so about the four bhikkhus, what should I ask them to do? I can't Kamma get vajra, to chant come. kamma vajra. Yes, so and finally who? The four people come out, sure. I do four, that means more than four people, actually. Yes. Right? For some years, I'm going to all day. I just encourage Vietnamese to chant kamma vajra. Yes. 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 Actually, there are six people, they chant in this ceremony. Yes. Six Vietnamese chant in this ceremony, right? Yes, sir. Và thì lúc đó có bốn vị tỳ khưu người Việt đứng lên tụng bát đi Camá Qua Cha và làm lễ xuất gia cho vị Sa Di. Thì thầy ở chỗ này thầy muốn nói tới cái chỗ là chúng ta muốn tăng trưởng những cái hoạt động hành động thiện hoặc làm những cái việc thiện chưa từng làm á, thì nó liên hệ đến đà ná, đến giữ giới và đến hành thiền. Chúng ta cần phải phát triển bản thân mình trong những cái việc làm này, làm cho nó phát triển tăng trưởng lên những cái phẩm chất từng cái cấp cấp bậc, từng cái mức độ khác nhau của ba cái thiện nghiệp này. Okay, so the main thing is we have four things, right? The first one is stop all habits. That's the unwholesome habit, right? Also trying to prevent oneself from unwholesome actions we have never done before. So another thing is maintain good actions, improve good action, we can say. Và thầy ôm lại, chúng ta có bốn loại tinh tấn. Thứ nhất là không làm những hành động bất thiện. Thứ hai là, xin lỗi, thứ nhất là ngăn không làm những hành động bất thiện. Thứ hai là ngăn không làm những hành động bất thiện chưa từng làm. Thứ ba là duy trì những việc thiện. Và thứ tư là làm tăng trưởng những việc thiện chưa làm. Okay, so you have to remember these four, right? The main thing is you need a lot of energy to do good things, also to reject bad things. Và quý vị nên ghi nhớ bốn cái loại tinh tấn trên, và điều quan trọng là quý vị cần phải có một những cái năng lượng, năng lực rất là nhiều để làm những việc tốt và tránh khỏi những điều xấu. So we have one statement given by the Buddha. Arambatha, Nikamatha, Yonjata, Buddha Sasane, Dunatha, Majuna, Senam, Nalakaranwa, Kunjaro. This is the stanza. Now here with translation. Arouse and assure efforts. Make a sustained efforts in order to overcome laziness and make an extra efforts in order to achieve the aim in this Buddha's dispensation. Destroying the armies of death as if elephant destroys hats made of reeds. Và thầy mới đọc một câu kệ được dạy bởi Đức Phật. Và câu kệ này có nghĩa là hãy khơi dậy nỗ lực ban đầu, nỗ lực bền bỉ để vượt qua sự lười biếng, và nỗ lực thêm nữa để đạt được mục tiêu trong giáo pháp này của Đức Phật, tiêu diệt đội quân tử thần như thể một con voi phá hủy một túp lều lau sậy. So I have already said three different level degree of effort, right?
The first one, initial efforts. If we don't have initial effort, we will stop in the very beginning of our aim. Và như thầy đã nói, chúng ta có ba mức độ tinh tấn khác nhau. Thứ nhất là cái mức độ ban đầu. Nếu chúng ta không có cái sự tinh tấn thì chúng ta bỏ cuộc ngay cái giai đoạn đầu. Whenever we encounter difficulties, we need a sustained effort to overcome all these difficulties and laziness. Và khi chúng ta gặp bất cứ những cái sự khó khăn, thử thách nào, chướng ngại nào thì chúng ta cần cái mức độ tinh tấn này để chúng ta duy trì và không bỏ cuộc. Then to overcome any other difficulty and then we can achieve our aim. We have to put extra efforts. Và để đạt được những thành tựu, những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra, chúng ta cần phải gia tăng thêm nỗ lực tinh tấn. So it doesn't mean we have to use our body energy all the time. We must use our mind power. We must maintain our mental energy or willingness until we achieve our aim. Điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ duy trì cái sự tinh thần của thân không mà được, mà chúng ta phải biết cách duy trì cái sức mạnh tinh thần, cái sự tinh tấn nơi tâm của mình để chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đặt ra. So here I mentioned Dunata Majunasena was destroying the army of death. Actually, you have already learned Mara's army. And also they say, destroying Mara's army if we have this kind of efforts. Và ở đây có Đức Phật có nói một câu là tiêu diệt đội quân tử thần, thì thực sự đó, đội quân đó chính là đội quân của Ma Vương. So also here somebody mentioned, as if an elephant destroys a hat made of reeds. So the hat is very weak, right? Metal reeds, not very strong. The elephant is very strong. Within one strike, all the hat were destroyed naturally, will be destroyed naturally, right? That's why if you put very strong effort, although it's very big difficulty, you can overcome it. Và ở đây Đức Phật cũng dạy là như thể một con voi phá hủy một túp lều lâu sậy. Túp lều bản thân nó cũng đã là yếu ớt rồi, và bằng lâu sậy nữa thì nó càng rất là yếu ớt. Và con voi là một cái gì đó, một cái hình ảnh rất là mạnh mẽ, thì con voi muốn phá một cái túp lều thì chỉ cần quạt một cái là nó có thể tan hoặc gọi là ngã sập. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có sức mạnh tinh thần hay sức mạnh của thân thể, tức là tinh tấn mạnh mẽ, thì tất cả những chướng ngại, những khó khăn thì đều được san bằng như là một túp lều lâu sậy bị con voi phá hủy vậy thôi. Okay, now the last part, it will be too long again. 11 things lead to the arising of enlightenment factors of energy. Và chúng ta học đến cái phần cuối cùng là phần này cũng rất là dài, đó là 11 điều dẫn đến sinh khởi tinh tấn giác chi. I cannot expect I can finish all the things tonight. Và thầy nghĩ rằng là thầy không thể là dạy xong các cái chuỗi pháp thoại này. I still trying also, right? I still trying to finish anyway. Và nhưng mà thầy cũng sẽ cố gắng để mà dạy cho xong. Then the first one. Apaya paya pachavakana. Reflection on the fearfulness of states of woe, the fearful states. Và điều thứ nhất dẫn đến sinh khởi tinh tấn là apaya paya achikao achekhanata, đó là quán chiếu về sự đáng sợ ở các cảnh khổ. Okay, I will give one example. Around our society, we can see many animals and they cannot meditate. They cannot study. Và chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh cái cảnh sống của chúng ta có rất là nhiều các loại súc sinh hay loài vật, các con thú, và nó thì không thể học hỏi, nó cũng không thể hành thiền. So, in the samsara, we have been born as animals in many different lives. At the time, we cannot meditate. But now we are human beings, we can meditate. Và trong cái dòng sinh tử luân hồi này, chúng ta đã từng được sinh ra hay bị sinh ra trong cái loài súc sanh này rất nhiều lần, rất nhiều đời sống, và chúng ta đã không thể hành thiền. Nhưng bây giờ chúng ta được sinh ra làm người và chúng ta có thể hành thiền. So if we have to be born
in the hell. So even we cannot see the Buddha. Và nếu chúng ta bị tái sanh ở địa ngục thì chắc chắn là ngay cả Đức Phật chúng ta cũng không thể nhìn thấy. Right? Even we cannot hear the Dhamma. Và chúng ta không thể nghe giáo pháp. So that means this is an opportunity. As a human being, we have more opportunity to make ourselves better. Và đây nói về cơ hội, tức là khi chúng ta được sanh ra làm người là chúng ta có nhiều cơ hội để khiến cho mình trở nên tốt đẹp hơn. So here in this case, although here we say abaya baya, right? It also can be considered as any kind of predestination. Ở đây nói appaya baya là các cảnh khổ, nhưng mà nó cũng có thể là tất cả những cái trạng thái, những cái điều kiện mà không phù hợp. So we have to review, right? If we are lazy, just review. I've been born in the hell. I've been born as an enemy. At the time, I cannot meditate. Now I can have opportunity to meditate as a human being. Và mỗi lần mà chúng ta lười biếng thì chúng ta nên quán chiếu và chúng ta nên nghĩ rằng mình đã bị sinh ra ở cõi khổ, ở địa ngục, ở súc sanh và không thể hành thiền. Bây giờ mình được sinh ra làm người chúng ta, cho nên mình nên hành thiền. Right? Even in report, right? Say, I get bored, right? After some time, knowing limit breathing, then I'm not interested in breathing, I get bored. Yeah? Many people repeat the same report. Remember this passage, right? Try to remember this one, right? You can recall. Và như một số thiền sinh trình pháp là sau khi thiền một thời gian á, thì con cảm thấy chán, con không muốn thiền nữa, con chán, con muốn niệm hơi thở nữa. Thì đối với những thiền sinh như vậy á, thì khi mà bị như vậy thì nên quán chiếu về cái điều này, quán chiếu về bốn cảnh khổ. Then second, anisamsa dasavita, the seeing of the benefit of energy. Và điều thứ hai dẫn đến tinh tấn đó chính là anisamsa dasavita, là nhìn thấy sự lợi ích của tinh tấn. Okay, you may have learned something about the Buddha. How many years had the Buddha practiced? Meditation. Quý vị có thể đã học về lịch sử của Đức Phật. Vậy thì Đức Phật đã hành thiền trong bao nhiêu năm? Six. He spent Buddha himself, so after become Buddha, No, thì before Tenem Buddha. trước khi mà thành Phật thì Đức Phật đã hành thiền trong bao nhiêu năm? Đức Bồ Tát đã hành thiền trong bao nhiêu năm? 6 years. 6 years. The first 5 year. The first 5 year, what happened? À, 5 năm đầu thì chuyện gì xảy ra? No, although he trying very hard, he followed the wrong path. He could not achieve anything. Đó Not là only that, before he start austerities, he studied practice austerity. He had achieved 8 attainments, 8 jhanas. Because of following the wrong path, finally, even he cannot enter into jhana anymore. Trong 5 năm đầu, lúc đầu thì Đức Phật đã học thiền từ các vị đạo sĩ và đắc đến 8 thiền chứng. Nhưng sau đó Đức Phật từ bỏ và theo cái khổ hạnh và hành trong suốt 5 năm, và do đi hành theo cái phương pháp, cái con đường sai trái, cho nên mặc dù Ngài đã đắc thiền chứng trước đó, nhưng mà khi Ngài hành khổ hạnh rồi á, thì ngay cả mà thiền chứng nào Ngài cũng không có thể mà đắc lại, không có thể nhập vào bất cứ thiền chứng nào. So later, he discovers the middle path, the Noble Eightfold Path. Then he practiced diligently. He could achieve everything. Và sau đó thì Ngài phát hiện ra con đường trung đạo và Ngài thực hành lại, thực hành một cách đúng đắn, và Ngài đã đạt đến được tất cả. Okay, in your environment, or Buddha is very far from you, right? Okay, in your environment, you may have seen very many successful people. Và khi mà trong cái cộng đồng hay trong cái môi trường của quý vị, khi nói về Đức Phật, quý vị cảm thấy Đức Phật rất là xa.
Bây giờ nói gần hơn thì trong cộng đồng, trong xã hội, quý vị đã thấy nhiều người họ thành công rồi. So if you study their lifestyle, you may find he's intelligent. Và nếu mà quý vị nghiên cứu về cái đời sống của những người thành công đó đó, thì quý vị sẽ nhận ra rằng tất cả họ đều rất là tinh tấn, rất siêng năng. Okay, you may have known Paul Theroux, right? You just know that Paul Theroux is a famous, well-known. I'm his student. I have been with him some years. I know how diligent he was. Và ví dụ như ngài Bác Óc Xê Đô, mọi người nghe ngài Bác Óc Xê Đô thì nghĩ rằng ngài là một cái bậc, ngài là một vị trưởng lão, đại trưởng lão rất là nổi tiếng, rất là được nhiều người biết, rất đáng kính trọng. Nhưng mà quý vị không biết rõ về ngài lắm. Bản thân thầy là đệ tử của ngài, thầy ở gần ngài vài năm và thầy biết ngài là một bậc tinh tấn như thế nào. Right. So how he become very famous? Of course, he's very diligent. Và tại sao ngài Bác Óc trở nên rất là nổi tiếng như vậy? Đương nhiên rồi, là do ngài rất là tinh tấn. So that means if we use our mind power properly for the benefit of community, for the benefit of ourselves, it will be very effective. We have to see, we have to review all these kind of benefits. Và nếu chúng ta sử dụng cái sức mạnh của thân thể, sức mạnh của tinh thần để làm những việc tốt, phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội, cho giáo pháp hay là cho sự tu tập phát triển bản thân, thì chúng ta có thể đạt được rất là nhiều thành tựu. Và do vậy chúng ta hãy nên quán chiếu về cái lợi ích của tinh tấn. Kamana Vichi Bachavakana. Reflection on the number three, right? Kamana Vichi Bachavakana. Reflection on the path to be trodden. Và điều thứ ba dẫn đến tinh tấn đó là Gamana Viti Acchekawana Khata, là suy tư đến đạo giải thoát. Okay, for example, you have to walk very long way until you attain Nirvana. Right? You have to walk very long way, right? Until you attain Nirvana. Có nghĩa rằng quý vị cần phải đi trên con đường rất là dài để đắc được Niết Bàn. Then you have to check how far it will be. Và chúng ta phải kiểm xem thử nó còn xa bao nhiêu nữa. So another thing is, we wish to attain Nirvana, but we don't wish to try. This is really very parable. Và có một điều thật sự là tồi tệ, đó là mặc dù chúng ta ước muốn đắc Niết Bàn nhưng chúng ta không có ra sức nỗ lực, chúng ta không muốn thử thực hành. Sometimes some British that come to Pao Toya, they also say, I want to try anti-Nirvana. No, they bring very big topic in the interview. They are just speaker, not no action. Và có nhiều người đến bao thì nói là ồ, con muốn đắc Niết Bàn, con muốn nỗ lực tinh tấn, con muốn tu tập để giải thoát sanh tử vân vân, và đem một cái đề tài rất là lớn về giải thoát, về Niết Bàn ra nói, nhưng mà chỉ là nói thôi chứ không có thực hành. Then there's the amateur all day, anti our brother anti 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 Nirvana. They say very big, speak very big words, right? And just say very similar. Okay, it's very far. I'm trying to give up money. Và họ nói là con muốn xuất gia tu học trọn đời cho đến khi đắc Niết Bàn. Và cái thầy mới nói là thôi Niết Bàn còn xa lắm, tôi bây giờ hãy thực tế trước là chúng hay từ bỏ cái việc tiền bạc đi. I just say very simple thing. Okay, to attain Nirvana is very far. Okay, now stop using telephone. Hay là thôi đắc Niết Bàn còn xa lắm, bây giờ hãy xả bỏ, không có sử dụng điện thoại nữa, Run away. và họ bỏ chạy. No? Telephone is more important than Nirvana. Cho nên điện thoại là nó quan trọng hơn Niết Bàn. Nirvana is, yeah, or money is more important than Nirvana. Và tiền bạc cũng quan trọng hơn Niết Bàn. So that means if we were to attain Nirvana, we have to give up many things. Điều đó có nghĩa rằng nếu chúng ta muốn đắc Niết Bàn, chúng ta phải từ bỏ rất nhiều thứ. Right? So I remember one issues in Mandalay. In Mandalay, we have
very famous Seattle. His was named Bong Yang Seattle. Amen. Bong Yang Seattle. Actually, he's a very great teacher. Every Bhuvanasa, maybe some of you may know what's the meaning of Bhuvanasa, right? Every Bhuvanasa in Mandalay are his disciple. Và có một việc mà thầy nhớ đến là ở Mandalay á, có một ngài xe đo tên là Paul nha. Và ngài này là một cái vị thầy cũng rất là vĩ đại và rất nhiều vị nổi tiếng cũng là đệ tử của ngài. One day, a young bhikkhu approached Seattle and asked, Seattle, I want to be very great teacher like you. What should I do? Và một hôm nào có một vị tỳ khưu trẻ đến ngài và hỏi rằng là thưa ngài, con muốn trở thành một vị thầy vĩ đại như ngài, làm con phải làm sao? Right? He is asking, right? How to do, right? What he should do. The paths. They didn't do good teacher life. Là vị ấy hỏi làm sao, làm cách nào, con nên làm gì để trở thành một vị thầy vĩ đại như ngài hay là vị thầy nổi tiếng như ngài? Thì lúc đó thì ngài cười. Then the seller replied, okay, if you want to be a good teacher, you must memorize Niyam. Niyam, we can say the formula, special formula to explain the system of Bali teaching, right? This also clear. We can say, how does it mean? Niyam is like a, we can say permanent or fixed or something like that, right? This is a regular, okay, regular, formal. Or formal, this system of learning. Eh? We have to know all that. We can say logic also. For example, when we see one body, we have to analyze for them 10 different ways, four different ways, something like that, right? We have to know all this kind of formula. We have to memorize. And he just said, okay, I do remember Niyam. I read that when you read Bali, when you are teaching, whenever there's the part you are going to explain, just trying to recall. Yeah. And try to explain students, right? And they will be very interesting. Then you can also open their mind. You can also open their wisdom eyes. Sarah explained like this. Và lúc đó xe đo học nhà mới trả lời rằng là ô, nếu mà con muốn trở thành một vị thầy tốt thì đầu tiên là con phải học thuộc các cái công thức, các cái bảng biểu trong văn phạm Pali, vì khi học về Pali có rất là nhiều các cái văn bản văn phạm khác nhau. Khi một từ pha Pali hoặc một câu Pali thì chúng ta cần phải phân tích theo 10 cách khác nhau, thì nếu mà có những cái bảng công thức á, thì chúng ta có thể áp dụng. Thì nếu mà con có thể học thuộc thì sau này khi con dạy cho học trò á, thì khi đụng một cái câu nào thì con có thể nhớ lại các cái bảng công thức này, niya hoặc là niya, thì có thể giải thích cho học trò, và lúc đó học trò sẽ rất là hứng thú, và lúc đó con có thể khai mở cái trí tuệ, sự học vấn của học trò. Okay, so then the young bhikkhu replied immediately, Seattle, there are many, many niyams. Some of them are also similar. It's very difficult to remember all the terms. Và lúc đó vậy thì cô trẻ trả lời ngay, thưa xe đo, những cái bảng Niya này nó rất là nhiều và nó rất là giống nhau, để mà phải học thuộc lòng nó rất là khó. Then I cannot, I don't wish to memorize Niyam. Và con không có muốn học thuộc lòng mấy cái bảng Niya này. Then that's our reply, very simple. Và ngài xe đo trả lời một câu rất là đơn giản. Okay. What you wish to be and what you can do are opposite. Ngài nói rằng là những gì mà con muốn trở thành và những gì mà con làm á, thì nó hoàn toàn trái ngược nhau. Right? If you wish, we must can. We must be able to do it. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta phải có khả năng làm được. Sometimes we have very high ambitions. We don't know what to do and how to do. Có những khi chúng ta có những cái tham vọng rất là lớn và chúng ta không biết làm cách nào để đạt đến hay là làm như thế nào. Right? When we know also, we just have many excuses. Và một khi chúng ta biết phải làm như thế nào á, thì chúng ta lại kiếm rất là nhiều cớ để thoái thác. Okay, if we say another tense,
All the great people have great efforts. They are following the right path to achieve that kind of level. Và nói tóm lại một câu thì tất cả những vĩ nhân trên thế giới này thì họ đều có những sự tinh tấn rất là vĩ đại và họ đã đạt đến những thành tựu to lớn. Okay, now another one. Pinta Pada Pajayanata. Let me honor the arms. This is for bhikkhus and ordinary persons. Và điều thứ tư dẫn đến sinh khởi tinh tấn đó là Bindapata Pachayanata, là tôn trọng vật phẩm cúng dường. Okay. Practically, I'm sitting here, right? I'm not a Vietnamese. I'm not your relatives. Right? But you suppose. That means we have to respect the donors. Out of respect to the donors, we have to practice well. Cụ thể là ví dụ như thầy ngồi đây và thầy không phải là người Việt Nam, nhưng tất cả mọi người hỗ trợ thầy hay là cúng dường cho thầy thì bù lại thì thầy phải đáp lại, thì đáp lại cái sự cúng dường đó, thức cúng dường thức ăn chẳng hạn, thì bằng cách là thực hành tốt. So similarly, in this meditation retreats, there are many volunteers, I think. Huh? They are working for you to meditate here. Và cũng tương tự như vậy, trong ngay cái khóa thiền này có rất là nhiều bạn tình nguyện viên phụng sự như thầy biết, và tất cả mọi người họ làm việc rất là vất vả, rất là nỗ lực để hỗ trợ cho tất cả thiền sinh ở đây. In reality, they are not supporting you. They are supporting your Dharma. You are A. Và trên thực tế là họ không phải hỗ trợ bản thân quý vị, mà họ đang hỗ trợ sự thực hành pháp của quý vị, họ đang hỗ trợ cái ước nguyện và cái đích đến của quý vị. So in the case of Pinda Pada Vachanata, in this case we have to do two different things, right? Donors and volunteer workers. Và ở trong cái mục thứ tư này, tôn trọng vật cúng dường, thì chúng ta cần phải tôn trọng cả cái vật và tôn trọng cái người phục vụ luôn. Then, as they help us, we can help them by meditating. Bởi vì họ giúp chúng ta thì chúng ta có thể giúp trở lại họ bằng cách là hành thiền. Then again, Dayaja Mahata Bachavakana, reflection on richness of the heritage. Và cái điều thứ năm dẫn đến sinh khởi tinh tấn là Daya Chamaha Tappa Pachawekanata, là suy tư đến di sản lớn lao, đó là giáo pháp. So we cannot inherit, right? Many materials from Buddha. We can just inherit the Dharma. Chúng ta đã không có thừa tự rất là nhiều những cái tài vật của Đức Phật, mà chúng ta thừa tự pháp của Ngài. For example, Sada, also good properties, noble properties. Đó là thánh sản, ví dụ như tính, tính đó là một loại tài vật quý. This is also one of the heritage we should get from the Buddha. Heritage. Yeah, Sada still talk about Sada. Sada is one of the heritage we can get from the Buddha. Yes. Và tính là một di sản lớn mà chúng ta đã thừa tự được từ Đức Phật. So the Buddha has very strong confidence. Then he could practice well. Và bản thân Đức Phật có Sada tính rất là mạnh, cho nên Ngài đã thực hành rất là tốt. Among the Dayaja heritage, Vidya also one of them. Như vậy, một trong những Dayaja tức di sản thì Sada tính là di sản thứ So nhất. you have already known how intelligent the Buddha was. Và chúng ta đã biết là Đức Phật đã tinh tấn như thế nào. Another thing is sati, mindfulness. Và Also one of the heritage. sati niệm cũng là một di sản của Đức Phật để lại. Right? So to be mindful is not that easy. You have already experienced now. Và chúng ta muốn có niệm tốt, nó không phải dễ dàng. Chúng ta đã học cái bài về niệm mình sa tiết rồi đó.
Samadhi, concentration, also heritage of the Buddha. Samadhi là định, cũng là di sản của Đức Phật. Dhammapada, wisdom. We have already talked about Dhammapada yesterday, right? This is also one of the heritage from the Buddha. Và Ban Nha là trí tuệ hay là trạch pháp, Dhammavacaya hôm qua chúng ta đã học, đó cũng là di sản của Đức Phật. Then similarly, we have Moritz, moral dread. This is also possibly cause of morality. If we don't have these two, we cannot be moral. Và tương tự như vậy, tàm và quý có nghĩa là ghê sợ, tội lỗi và xấu hổ, tội lỗi, thì đây cũng là những cái di sản của Đức Phật. Nếu chúng ta không có hai cái di sản này, tức là phẩm chất này, chúng ta không thể trở thành người tốt được. So to achieve all this kind of heritage, this kind of quality, we have to put our mind power, we have to use our mental energy. Và để có thể có được những thánh sản này, những di sản này của Đức Phật, chúng ta phải ra sức nỗ lực tinh thần. Six. Satu Mahata Pachavakana, the reflection on the greatness of the master. Và điều thứ sáu đó là sát thú maha maha tát bát cha kệ bát cha vekanata, là suy gẫm đến sự vĩ đại của pháp chủ. Okay. So he has said to master me, the Buddha. What is our master? Và ở đây cái chữ sát thú là pháp chủ, đó chính là Đức Phật. So how we can say the Buddha is great, right? We cannot compare with him by virtues. He's very far superior to anybody in the world. By concentration, incomparable. By wisdom, incomparable. Chúng ta có thể thấy rằng Đức Phật ngài vĩ đại đến giường nào, nói về giới chúng ta không thể so sánh với ngài, và không có một người nào, bất cứ ai có thể so sánh về giới hạnh đối với ngài. Ngài là bậc vô song, cũng tương tự như vậy, định và tuệ ngài là bậc vô song. I thought about the fame, right? The Sila Samadhi Panya is just the training, right? For the fame, he was very famous. Good reputation. Và giới định tuệ là sự thực hành thì ngài cũng đã vượt trội vô song, còn nói về sự nổi tiếng thì ngài cũng là một bậc rất là danh tiếng vang lừng. There are many religious leader or religion founder, they make many mistakes. They mislead many people. The Buddha, he himself never made mistakes. He didn't recommend his disciple to do mistake. Và có rất là nhiều những cái vị giáo chủ tôn giáo trên thế giới từ xưa đến nay, những vị ấy cũng có những lỗi lầm và cũng hướng dẫn sai đường cho tín đồ của mình, nhưng đối với Đức Phật, bản thân ngài không có bất cứ một lỗi lầm nào và không dạy bảo đệ tử của mình làm bất cứ một lỗi lầm nào. Buddha is the only religious leader. He lived as he said. Và Đức Phật không chỉ là một vị giáo chủ mà ngài còn sống như là ngài nói, ngài dạy. Right? That's why we can say this is a great teacher. Do vậy mà chúng ta nói rằng ngài là một vị nhà pháp chủ vĩ đại. So later we have to explain Buddha's quality in near future. Và những bài sau chúng ta sẽ nói về ân đức của Đức Phật. So maybe tomorrow we just maybe we, I may be able to start maybe. May có thể là vào ngày mai. Now, next one. Jati Mahata Pachavakana, reflection on the greatness of race. Và thứ bảy là Jati Mahata Paccha Vekananata, là suy gẫm về sự vĩ đại của dòng dõi. Yeah, we can also say like a nationality. Race, Chatty me, nationality, right? Jati cũng có nghĩa rằng quốc gia. So that means to protect identity. You must be diligent also, right? Điều này có nghĩa rằng chúng ta muốn bảo vệ bờ cõi của mình, về quốc gia của mình, chúng ta cũng phải
tinh tấn đúng không? Right? For example, if somebody say, Vietnamese are very lazy, how do Nếu mà có ai đó chê rằng ô người Việt Nam rất là lười biếng thì quý vị cảm thấy thế nào? feel? Unhappy. Right? They say, oh, Vietnamese are very intelligent, how do you feel? Và nếu mà có ai khen là ô người Việt Nam rất là tinh tấn, rất là siêng năng thì quý vị cảm thấy thế nào? You know, in my life, you know, in my life, I met two nationalities, very intelligent. One is Korea, another one is Japan. You know, Japanese, very intelligent. Korean, very intelligent. One of the Korean lady, she just arrived out in the afternoon. She go to the meditation hall, meditate. In the evening, come to interview. Right? Và trong cuộc đời của thầy á, thì thầy gặp hai cái người hai quốc tịch mà họ có sự tinh tấn rất là nổi bật, và đó là người Hàn Quốc và người Nhật. Có một cái cô người Nhật đó, cổ đến thiền viện, cổ đến buổi chiều thì cổ liền vào hành thiền, và buổi tối thì cổ tới cổ trình pháp luôn. So that means for meditation, I know these two nationality. Korea and Japanese are very intelligent and meditating. Và đối với việc hành thiền thì thầy biết người Hàn Quốc và người Nhật là hai cái quốc gia mà họ có cái sự tinh tấn nỗ lực nhất. Maybe after this time, I can see Vietnamese also, Và có lẽ là sau cái buổi pháp thoại này thì thầy bắt đầu thấy thêm người Việt Nam. right? Right? Out of this time, right? Okay, next one. Sorry. That's it. Sabramajriya Mahadabachavakana. Reflection on the greatness of fellow Dhamma friends in holy life, like Bernadette Sarabuddha and so on. Và điều thứ tám là Sabbrahmacari Mahata Mahata Pacce Vekanana, là quán chiếu về sự vĩ đại của các thiện bạn hữu trong đời sống phạm hạnh như ngài Sariputta, vân vân. So that means we may have our idol in Buddhism, maybe, right? For example, some of my friends, they like Bernadette Ananda. He was so diligent. But some people like Bernadette Sariputta. He was so diligent, so humble. Right? There are some people, they like Bernadette Mahakasapa. He's so very strong contentment and so forth, right? It depends on their mindset. They have different preference. Different idol, we can say, right? I don't know who's your idol. À, và ở trong giáo pháp của chúng ta, mỗi người chúng ta có những thần tượng khác nhau. Có những người thì họ thần tượng ngài Anan, thì quá siêng năng tinh tấn. Có những vị thần tượng ngài Xá Lợi Phất, cực kỳ trí tuệ và rất là khiêm tốn giản dị. Còn có những người thần tượng ngài Mahakasapa, ngài Đại Ca Diếp, là một bậc sống tri túc và biết đủ. For example, you don't want to change your habit, for example. And you don't want to change your habit. Remember Bernadette Sariputta. Và nếu quý vị muốn thay đổi cái thói quen xấu của mình mà không có làm được thì có thể nhớ về ngài Xá Lợi Phất. One day, Bernadette Sariputta come out from his kuti, but he just come out in Argent, so he didn't wear his lower robe properly. Một ngày nọ, đại đức ngài ngài Xá Lợi Phất bước ra từ kuti của ngài, nhưng mà ngài đi một cách gấp gáp, cho nên ngài không có bận cái y nội một cách thích hợp. Then 7 years old Samnera, seeing that, remind him, Bande, you are wearing the not in con hồi Vinaya. Và lúc đó có một sa di 7 tuổi nhìn thấy và thưa rằng, bạch ngài, ngài mặc cái y nội á, y hạ ha, y nội không có đúng theo giới luật. He entered the kuti. We arrange everything. Come out. Now is it okay? This is what I call Vinaya. He asked more Samrera. Và ngài liền quay lại bên trong cốc và bận lại cái y nội một cách đàng hoàng và bước ra, xong hỏi vị sa di: bây giờ ta bận như vậy đã đúng với giới luật chưa? Right?
Sometimes we think we are wise, we are good, but compared to Venerable Sariputta, we are rubbish, right? Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng chúng ta khôn ngoan, trí tuệ, chúng ta tốt đẹp. Nhưng mà khi so sánh chúng ta với Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta chỉ là rác rưởi. You may also have known this Elysium, right? Empty buzzers make noise. Và quý vị cũng có thể đã nghe một thành ngữ là thùng rỗng kêu to, đúng Right? không? Sure, most of the empty buzzers make a lot of noise. Và là điều đó là chắc chắn rồi, một số người không có nội dung gì cả nhưng mà họ rất là ồn ào. Okay, so that means why he is so great. He has all the good quality. He has a special mind power to have all this kind of quality. Và tại sao Ngài Xá Lợi Phất có thể làm được như vậy? Bởi vì Ngài có sở hữu tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp. Và để đạt được cái những cái phẩm chất tốt đẹp như vậy, Ngài đã nỗ lực tinh tấn rất là nhiều và có một cái sức mạnh tinh thần rất là to lớn, mạnh mẽ. For example, after the Buddha, right? Venerable Sariputta was the greatest one. Everybody know, right? Although he's the very greatest one, even he know how to respect small Samlela. Sau Đức Phật là cái bậc vĩ đại thứ hai, đó chính là Ngài Xá Lợi Phất. Tức là Ngài chỉ thua Đức Phật mà thôi. Nhưng mà Ngài biết cách làm sao mà tôn trọng một vị sa di 7 tuổi. So when you have difficulty to change your habit, remember Venerable Sariputta, right? He changed everything easily when somebody remind him. Và nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thay đổi những thói quen xấu của mình thì quý vị hãy nhớ tới Ngài Xá Lợi Phất và quý vị có thể cố gắng thay đổi, học theo những cái hành của Ngài. So nine. Kusita Bhogala Brivachanata, the avoiding of lazy folk. Và thứ chín là Kusita Bukala Pariwachanata là tránh xa những kẻ lười biếng. So for example, Kusita Bhogala means they will spend their time without practicing. This is called lazy person, right? Kusila Bukala là những người mà họ sẽ dành thời gian của họ không có thực hành, cho nên gọi là những kẻ lười biếng. So they may have many reasons. For example, it's too hot, I cannot meditate. Too cold, I cannot meditate. Too hungry, I cannot meditate. I my stomach is full that I cannot meditate well, I cannot sit well. Và họ có rất là nhiều lý do biện hộ, ví dụ như nóng quá con không thể hành thiền, lạnh quá con không thể hành thiền, con đói quá con không thể hành thiền, con no quá con cũng không có ngồi được, con không thể hành thiền, rất nhiều lý do. Right? Not only that, it's too early, I cannot meditate well. Và không những vậy còn nói ô còn sớm quá con không thể hành thiền tốt được. Or is it too late? Maybe I should meditate the next session. Right? Cho nên thôi để con hành thiền cái thời trễ hơn vậy. Right? We change the next session, the next session, the next session. Finally, the next day, the next day, the next day. Here we have many, many the next day, the next week, the next week, the next week. Then it change to the next month, the next month, the next month. Then in many months, change to the next year, the next year, the next year. If we have many, many next year, change next life. Và những cái hẹn hoài không thể hành thiền, cho nên hẹn thời thiền sau con sẽ hành, và thiền thiền sau cái hẹn hẹn miết cho đến ngày mai con hành, ngày mai hẹn ngày mốt hẹn ngày kia, cái hẹn mãi, cái hẹn tuần sau nữa, tuần sau nữa, đến hẹn tháng sau nữa đến năm sau và nhiều năm sau nữa cho đến hẹn tới kiếp sau. Right? So that means when people are lazy, they have a lot of excuses. Thì này có nghĩa rằng khi chúng ta bị lười biếng á, thì chúng ta có rất nhiều những cái cớ biện hộ. Everybody like comfort zone, right? Mọi người á, thì thích sự thoải mái. Sure, comfort zone is enough for improvement. Nhưng cái sự thoải mái nó không có dành cho cái sự tiến bộ. Okay, now 10. Arata Bukala Sivanata. The association with folk who have begun to exert effort
whatever conditions, journey, sickness, activity, or famine. Và điều thứ 10 là Arada Viriya Bukala Sewanata, là kết giao với những người đã bắt đầu có những nỗ lực bất kể điều kiện, hành trình, bệnh tật, hoạt động hay nạn đói. I have to go here, I have to go there, I cannot meditate. If choose. Ví dụ như con phải đi chỗ này, con phải đi chỗ kia, con không có thể hành thiền được. After coming back, oh, I just arrived now. Okay, I cannot meditate. Maybe wait next day, maybe. Và sau khi trở về nói, ô con mới đi xa về cho nên con không hành thiền được, thôi để ngày mai. So another sickness, right? Oh, I have sickness, I cannot meditate well. When we recover also, I just recover, I should rest a different mood. Và khi bị bệnh thì là kiếm cớ nó là do bệnh cho nên không hành thiền được, thôi để khi nào khỏe rồi hành. Similarly, activities. Yeah, here I just refer to monastery, right? In the monastery, we have very big activities, very big ceremonies, for example. We have to be busy, right? Or we have activities, we cannot meditate. If we finish also, we have to clean everything, we cannot meditate. Và như những cái hoạt động ở trong chùa, trong thiền viện thì cũng chúng ta cũng có rất là nhiều những cái lễ và chúng ta phải bận rộn, và khi lễ xong thì chúng ta phải dọn dẹp, chúng ta cũng không thể hành thiền. Then, similarly, another one, famine. Famine means sometimes we don't have enough food, right? Then, we must feel sense of urgency to meditate. Oh, today I cannot eat well. Okay, I cannot meditate. It's an excuse. Và có khi những cái nạn đói nó xảy ra, mà không có ăn thì chúng ta đói bụng. Đôi khi cái nạn đói chính là cái sự kinh cảm cho chúng ta hành thiền, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng lấy cái cớ đó, ôi chúng ta con ăn không có đủ no cho nên không thể hành thiền được. So that means whatever condition we will find the time. We will have good time management to meditate. That means Arata Wiriya, right? Intelligent people. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta phải tìm những cái điều kiện thích hợp và sắp xếp thời gian của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta hành thiền. You know, the last one. Rati Mudata. The inclination towards the development of the enlightenment factor of energy. Và 11 là Tadadi Muttatati, là hướng phát triển tinh tấn giác chi. So that means we must be willing to develop Viriya. Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn lòng để phát triển tinh tấn Viriya. So every daily activities, our mind must incline to Viriya. Và trong tất cả những cái hành động, chúng ta phải, tâm chúng ta phải khuynh hướng, hướng tới việc ra sức nỗ lực. So now we can develop Viriya Sambhojanga, right? Và nhờ những điều này mà chúng ta có thể phát triển được tinh tấn giác chi, Viriya Sambhojanga. Okay, now 7:20 already, right? Và bây giờ là 7:20 rồi. Anyway, so you may have already know the Pali words, Viriya. What's the really meaning of Viriya? Now I have to explain many different things in detail. Viriya doesn't mean only body energy. It also means mind power, mental energy. Như vậy mọi người đã học qua chữ Viriya là tinh tấn. Tinh tấn ở đây không chỉ nói về sự siêng năng của thân, mà nó còn là sức mạnh của tinh thần. So Nibbana is a very high level, right? Và Niết Bàn là một cấp độ rất là cao. So when you are focused on the breathing, you may dream about Nibbana. Khi quý vị đang tập trung trên hơi thở, quý vị có thể mơ về Niết Bàn. Like building a castle in the air. Building a castle. Giống như là mơ về một cái lâu đài trong hư không. Right? You may build a castle in the air. If you don't have staircase, you cannot go there. Và nếu mà không có cái thang bắt lên cái lâu đài trên hư không đó thì quý vị không thể đi lên đó. So now you are finding a secret staircase to reach there, right? Và do vậy mà quý vị đang làm những cái bậc thang để bắt lên cái lâu đài đó.
If your staircase didn't go up, it just go down, what would you do? Nếu mà quý vị xây những cái bậc thang nó không đi lên mà nó đi xuống thì làm sao? Now here we have staircase only to go down. Ví For me. dụ như ở đây có cái hai cái bậc, đối với thầy chỉ có đi xuống For you can go up with two step, right? thôi. Như ở đây quý vị có thể bước lên hai bước đúng không? So that means we must check our staircase. Our staircase is going up or going down? Điều này có nghĩa rằng là quý vị phải tự kiểm cái cầu thang của mình nó đang dẫn lên hay nó đang dẫn xuống. It comes from our mind power. Và điều này nó đến từ cái năng lượng tinh thần, cái năng lực tinh thần của mình. It depends on our quality. Và nó dựa trên các phẩm chất của chúng ta. So, may you all be able to try for special qualities to achieve your aim, your ambitions. May you all be able to practice three trainings, and may you all be able to realize the final decision. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể đạt được những cái cầu thang tốt đẹp và có những cái phẩm chất cao quý và có thể tu tập giới định tuệ, có thể giác ngộ được bốn thánh đế và đạt đến những mục tiêu, những mục đích của mình và giải thoát mọi khổ đau. Okay, among many questions, you should choose, right? Only beneficial for all listeners. You're gonna find question. Dạ, con xin đọc câu hỏi đầu tiên. Khi thực hành Anapanasati đến giai đoạn thấy ánh sáng, toàn khuôn mặt và hơi thở vi tế, thì khi đó mình cần làm gì tiếp theo ạ? À? Xin Ngài có mẹo nào để tu tập Anapanasati để dễ thấy được tợ tướng không ạ? À? Xin Ngài chỉ dẫn cho chúng con. Do you say that this question is about Anapanasati? The meditator is asking, when practicing Anapanasati to the stage where they can see the light and they see their own face and they see the subtle breath, what do they do next? And do you have any tips to practice Anapanasati to make it easier to see the nimitta? I have so many time. We don't have any shortcut, right? Or tips possible. But the problem is different experiences, right? The main thing is when your mind and the breath become very harmonious. Harmonious means you don't need to make any effort. You will know breathing automatically, effortlessly. At the time, you can see the light. If you can maintain like this, for about half an hour to 45 minutes, you can see nimitta. Dạ thưa thầy, nói là trên con đường tu tập á, nó không có cái con đường nào gọi là con đường tắt cả. Tuy nhiên nếu mà quý vị hỏi là có mẹo nào hay không đó, thì thầy dạy là chúng ta phải cứ tập trung hơn trên hơi thở một cách tự nhiên để cho nó được dịu và tĩnh lặng, và lúc khi đó chúng ta cứ tiếp tục tập trung vào hơi thở thì từ từ ánh sáng nó sẽ phát sinh lên, và đó là cái phương pháp duy nhất hả? Câu hỏi tiếng Việt là: thưa ngài thiền sư, khai thị cho chúng con biết phương pháp hiệu quả nào giúp hành giả
cắt đứt vọng tưởng nhanh và đi vào trạng thái định. Dear Sayadaw, could you please teach us the way, an effective way to help meditator cut their wandering thoughts quickly and enter concentration? Okay, so one more thing here, right? It depends on what kind of wandering thoughts we have. We may have different ways of solution. Right? For example, like sensual thoughts. Thoughts about you have seen something, you have listened to something, right? Or this kind of things. Then you can also do ask about meditation, ask about, right? Particular body parts and something like that. You can cut. If you see that as a repulsive, you can cut the thoughts. Nói về cái những cái phương pháp hiệu quả giúp cành hành giả các vọng tưởng ấy, thì ngài thiền sư nói là có rất là nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà nó sẽ tùy vào các cái loại vọng tưởng mà mình có là vọng tưởng gì. Ví dụ như nếu mà chúng ta có những cái vọng tưởng về dục chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta có thể hành thiền quán tưởng về tử thi, quán tưởng về sự bất tịnh. Khi mà tâm chúng ta khởi lên sự nhòm gớm và cảm thấy ghê tởm với sự bất tịnh, thì chúng ta có thể cắt được những vọng tưởng về dục. So, like for example, you may have many worry, or sometimes you remember some the something like the understandable anger or worry or exactly that kind of thoughts, right? At the time, mostly we recommend you to metta. Nếu như mà chúng ta có những vọng tưởng với thể loại giống như là những cái sự nghĩ và sự lo lắng, những sự bực bội, những cái điều mà không như ý, thì chúng ta có thể hành thiền tâm từ metta. Sometimes you may really have many bad memories of the past. Right? You may have done many mistakes in the past. You remember all the bad things you have done. In this kind of case, mostly I recommend to recall charity you have accumulated before. Nếu mà chúng ta có những vọng tưởng, ví dụ như là suy nghĩ về quá khứ, có những cái trạo hối, có những cái lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phải và nó khiến chúng ta hối hận và cảm thấy khó chịu, khó xử, thì chúng ta có thể gợi nhớ lại về những cái việc thiện, việc lành, những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm. So, okay, if I summarize, huh? There can be many different solutions according to different types of thoughts. Okay? Tóm lại là có rất là nhiều cái cách khác nhau, có những cái giải pháp khác nhau cho những cái loại vọng tưởng khác nhau. Câu hỏi là con chưa có niềm tin vững chắc về luân hồi và tâm tư và tâm tử chuyển sang kiếp sống mới. Điều này có hạn chế việc tu tập và thành tựu hay không? Làm thế nào để tự thực chứng được các kiếp trước để xây dựng niềm tin vào luân hồi? Dear Sayadaw, I do not be strong belief in samsara and dying and being reborn into a new life. Does this affect my practice and attainment? That's the first question. And number two, how do I practice so I can self-witness samsaras in order to build my faith? Actually, if you don't believe, it's not a mistake yet. Right? Nếu mà mình chưa có niềm tin á, thì cái này cũng không có gì là sai cả. In the very beginning, as a basis, you must believe. Good actions will produce good results. Bad action will produce bad results. That kind of belief is good enough. Hiện tại ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ cần tin rằng là chúng ta làm việc tốt, việc thiện thì chúng ta sẽ được những cái quả thiện, như vậy là đủ rồi. So you may have doubt about past lives, you may have doubt about future lives. Is it normal? Còn nếu mà chưa có niềm tin về những cái kiếp sống quá khứ hoặc là vị lai thì như vậy là bình thường. So only in Kankawutana Visuddhi. Kankawutana the purification of overcoming doubt, right? The purification of overcoming doubt. When you have very strong inside knowledge, you can see the past. You will radically see, and you will believe it.
Cho đến khi chúng ta tu tập đến cái giai đoạn là đoạn nghi thanh tịnh và chúng ta có thể nhìn thấy những cái danh sắc quá khứ vị lai đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể là tin, có niềm tin vững chắc vào luân hồi được. So, okay, one more thing. If you want to believe, okay, for example, now currently you want to believe, you have this kind of belief, for example, right? Then you can find many documentaries about reincarnation. Nếu như mà chúng ta muốn có thêm những cái niềm tin vào luân hồi đó, chúng ta cố gắng đọc những cái chú giải mà nói về cái kể những cái câu chuyện về sinh tử luân hồi. So some of the reincarnation. They have appearance, right? Appearance. Okay, practically. I have a niece, right? A niece. She's like my grandmother in the past, right? For example, my grandmother has some scar in the neck. Scar, right? Scar in the neck. Now, when she was a newly born baby, she has the one. And the mark of past life, everything is similar. Only mindset is a little bit changed. So that means there are some documentary like this. This is not documentary, this is from my life, right? This is my niece, right? Và có những cái câu chuyện về tái sinh mà chúng ta có thể tìm đọc, ví dụ như thầy có một cô cháu gái và cái cô cháu gái này khi được sinh ra thì có cái vẻ mặt với bề ngoài giống như là bà của thầy, và có cái vết bớt ở phía sau cổ cũng giống như của bà, mọi thứ giống thì chỉ có cái tính tình thay đổi một tí. So this is my family, that's what I know, right? There are many documentaries about it. Documentary means, for example, there are some cases in Sri Lanka. She passed away in the river. Next life, she remember her past family. She although very far, she can go and visit her past life family. Although she's a very little girl, she could remember all the name of past family. They have never met before. She can remember all the things like this, right? We have that kind of documentaries. If you watch that kind of documentary, you will know there's a past lives, Và right? nếu quý Naturally. vị tìm đọc những cái tài liệu, những câu chuyện về sự tái sinh thì quý vị sẽ có niềm tin thêm. Ví dụ như ở Sri Lanka có một cô bé đó, cổ được sinh ra và khi cổ còn nhỏ thì cổ nhớ lại kiếp trước và cổ đi bộ về cái làng mà trước đây cổ đã từng sinh sống và cổ gặp lại gia đình cũ. Mà mặc dù cổ còn nhỏ, cổ chưa có gặp họ trước đây nhưng cổ nhớ hết tên trong gia đình. Và cô nói tên của từng người ở cái gia đình cũ của cổ. Thì đó là những câu chuyện mà minh chứng cho cái việc tái sinh, có cái kiếp sống luân hồi chuyển từ kiếp này qua kiếp khác. Then with some famous event in Myanmar also. For example, we have one young boy, not already old, right? Already passed away. So when he was very little boy, he could chant many part of Tipitaka. Because in his past life, he is Dhammajoka. Và ở Myanmar cũng có một cái trường hợp nổi tiếng, đó là có một cậu bé và khi nhỏ thì cậu có thể thuộc rất là nhiều kinh điển Pali, bởi vì trong cái kiếp sống trước của cậu là vị ấy là một vị giảng pháp, một vị pháp sư, và bây giờ cái cậu bé đó đã lớn và già và đã mất đi rồi, nhưng mà đó là trường hợp nổi tiếng ở Myanmar. So that means there are some appearance, right? Even ordinary people cannot remember this kind of sutta, but that little boy can remember many sutta. Even he cannot read, he can chant that kind of suttas. You can imagine, right? This is it because past karma. We can easily know. Và những cái biểu hiện đó là những biểu hiện của việc tái sanh từ kiếp trước trở lại. Ví dụ như cái cậu bé như nãy thầy nói đó là tuổi chưa biết đọc, khi còn nhỏ quá chưa có biết đọc và chưa có ai dạy hết, thì cậu đã tụng Okay. được một số cái bài kinh mà rất là khó, ngay cả người bình thường cũng không học được. Thì đó là những cái biểu hiện mà cho thấy từ tái tái sinh từ kiếp trước. Actually, I don't remember the name of the documentary. There are many events like this, even some Westerner, the little boy and their parents, right? Sometimes the little boy didn't call her father as a dead or something. They just call his name. So that's it. I mean, you are dead. Please call me dead, for example. No, I mean, you are dead. You say like that. So
He could remember many of their past lives, relationship. He also can reveal. That's why father also believe his son is his dad, right? Và thầy không nhớ cụ thể những cái tài liệu, phim tài liệu hay câu chuyện hay sách cho đó. Nhưng ngoài ra ở phương Tây họ cũng có nhiều cuốn sách và những cái tài liệu về cái sự tái sanh. Như ở phương Tây có một cái cậu đó, cậu không có gọi cha của cậu là cha mà cậu gọi tên. Và khi cha nói là ta là cha của con thì cậu nói không, mà tôi mới là cha của ông. Và cậu có thể nhớ rất là nhiều những cái sự kiện trong quá khứ mà cuối cùng cha cậu cũng phải công nhận đây chính là cha của mình. So anyway, the main thing is there are many, many things that can have your belief, right? Just go and search in the YouTube. You can find many documentary like this. Có rất là nhiều tài liệu có thể giúp cho bạn tin về cái điều này, có thể tìm ở trên YouTube và đọc hay là coi thì có thể hỗ trợ thêm. Another question? Câu hỏi là kính bạch ngài thiền sư, nhìn theo góc độ khoa học thì tại sao phước báo lại có thể hồi hướng tới cho người khác được ạ? À? Đó là câu 1. Desayada, based on the scientific's point of view, how can we share our merit to other people? Actually, it doesn't mean we have to give to other people's hands. Okay? Sharing merit means let other people happy for our good things, our good deeds. So we can also say let them rejoice over our merit. This is called sharing merit. Và khi chúng ta hồi hướng hay chia phước đó, thì không phải là chúng ta đem cái gì đó trao tận tay cái người đó, mà chúng ta để cho họ vui theo, hoan hỷ theo những cái việc thiện, những phước thiện mà chúng ta đã làm. So mostly because we use the English by sharing, right? Và khi chúng ta sử dụng cái chữ sharing là chia sẻ hay chia phước It is also not like knowledge sharing. thì nó cũng không giống như là chúng ta chia sẻ kiến thức. Also, it's not like property sharing. Not like Not like. or not like No, sao? it's not like property sharing. It's not like. Và nó không giống như là chúng ta chia sẻ tài sản. So that means when we share merit, those who can rejoice can get the benefit. Có nghĩa rằng khi chúng ta chia phước mà những người nào họ thấy tùy hỷ hoan hỷ với phước báu của mình thì họ có thể có được lợi ích. Okay, for example, practically, you may share merit to your share your merit with your departed relatives, for example, Ví dụ if they can hear. If they can rejoice over the marriage, they can get benefit. như khi quý vị hồi hướng chia phước cho những người thân đã quá vãng của mình, nếu họ có thể nghe thấy và có thể tùy hỷ hoan hỷ với phước báu của quý vị đã làm thì họ có được lợi ích. Okay, so that's why this is just let other people happy for our good deeds. This is called share the marriage. Như vậy, để cho người khác, tạo cơ hội cho người khác hoan hỷ tùy hỷ với những việc thiện mà chúng ta đã làm thì gọi là chia phước hay hồi hướng. Câu hỏi số 2 là nhờ quán chiếu danh sắc, thiền sinh có thể biết được kiếp trước của bản thân và người khác. Như vậy, các thiền sinh tại Ba Ông đã thử nhìn chéo kiếp trước của nhau chưa? Và họ có thấy cùng một cảnh giống nhau không ạ? The second question is based on the reflection on the discernment of nama and rupa. A meditator can see their past lives and other people's past lives. In this way, did the meditators in Pa'o try to cross-check each other's past lives, and did they see the same result? Actually, with vipassana, okay, with inside knowledge, following nama rupa, we cannot see other people's past life. Trên thực tế thì tuệ vipassana
khi quán về duyên khởi hay quán về kiếp quá khứ thì nó không có cái công năng, cái khả năng nhìn thấy kiếp trước của người khác. Similar system, a different power. We have psychic power. Nhưng cùng một cái hệ thống tu tập nhưng ở một cái cấp độ khác, mức độ khác thì chúng ta có thần thông Abhinnha. So with psychic power, then they can see other people's past life. Với cái thần thông này thì thiền sinh có thể thấy kiếp trước của người khác. So that means that kind of people are very rare. Và những hành giả có thể hành cái thần thông này thì hiếm. That's why to have cross check not that easy, right? Do vậy mà để kiểm tra chéo với nhau thì không dễ, phải không? The among the thousand, only one maybe, right? À, trong 1.000 hành giả thì chỉ có một người thôi. No, we're gonna say among million, maybe one maybe. Và ở trong 1.000.000 người thì cũng có một người thôi. So because to attain psychic power, they need to it take very long time, training 40 ways, 70 different things, right? After that, when the concentration power is strong enough, then they have to start using their light and descending other people's gradually like this. It take very long time. Và để có được thần thông này thì họ phải thực hành rất là nhiều và rất là lâu, 14 cách luyện tâm của định. Thì khi mà họ luyện nhiều và lâu và đủ mạnh thì họ mới dùng cái năng lực của ánh sáng đó, họ hiến đến kiếp trước của người khác và họ có thể thấy được. Câu hỏi tiếp theo là: Bạch Thiền Sư, sư cho con hỏi mối liên hệ giữa nghiệp và phiền não. Vì sao không thể giải phóng được các nghiệp quá khứ nhưng lại có thể đoạn trừ được phiền não ngủ ngầm bằng tứ niệm xứ? Vì sao gọi là phiền não ngủ ngầm và chúng được chứa đựng ở đâu? Xin cảm ơn Thiền Sư. Dear Sayadaw, may I please ask the connection or the relationship between karma and defilements? Why can't we free all of our past karma? However, we could stop our anusaya kilesa by practicing the mahasatipatthana. Okay, so question's a little bit messy, right? Question's a little bit messy. I don't know what's the main point. So the main is what's the connection between kilesa and gamma, right? This is the first part. Okay. I should give very easy example. You want to get money, loba, defilements. You work very hard to earn money, action, kusala, agusala. Và thầy để giải thích cái câu hỏi này vốn rất là phức tạp thì thầy làm cho đơn giản bằng cách đưa ra một ví dụ về nghiệp và liên hiệp hiệp nghiệp và phiền não. Thì ví dụ như quý vị muốn có tiền đúng không ạ? Muốn có tiền đó, có tâm tham và quý vị làm để có tiền thì cái đó là hành động. Thì cái sự liên hệ giữa thiện và bất thiện, cái muốn này là thiện hay bất thiện? Okay, so now I should say another example, right? You have an expensive car, for example, an expensive car, Yes, sir. right? You should get more expensive one. Ví dụ như quý vị đã có một cái xe hơi đắt tiền và quý vị muốn một cái xe đắt tiền hơn. Then to be able to buy that car, you have to save more money. Working harder. Và để mua được cái xe hơi đắt tiền đó thì quý vị cần phải để dành tiền nhiều hơn và phải kiếm tiền nhiều hơn, làm việc vất vả hơn. Okay, then finally you can buy that very expensive car. Và cuối cùng thì quý vị có thể mua được cái xe hơi đắt đó. When you have already bought, then there's a new brand car, a beer, immediately produced from the factory. Và sau khi mua vừa xong thì cái hãng nó lại ra một cái loại xe mới hơn. You to get that card again.
You always do catch that card again. Và quý vị lại muốn có được cái xe hơi đời mới đó. That you try hard again. Và muốn phải làm việc nhiều hơn. That you catch the new car. Và phải lại cuối cùng mua được cái That xe hơi đó. another brand new car. Và sau đó một cái đời mới lại ra. Then how will Và như vậy thì chuyện gì xảy ra? happen? Okay, the part, okay, I should explain, right? That means you have a car, this is your belonging. Bây giờ thầy giải thích là khi quý vị có một cái xe thì cái đó nó là sở hữu của quý vị. But it cannot satisfy you. It cannot satisfy you. Và nhưng nó không thể làm cho bạn thỏa mãn. Right? That means no contentment. Bởi vì quý vị không có sự biết đủ. Okay, if we say another way, you become greedy. Nói một cách khác là quý vị trở nên tham. Then there's a defilement. Tham đó chính là phiền não. You're trying very hard. Và quý vị làm việc rất là vất vả. That's a karma. Và đó chính là nghiệp. Then you catch the car. Và khi quý vị đạt được cái xe mới, It's the result of karma. và đó chính là cái quả của nghiệp. Then you get better one. Và quý vị có muốn một cái xe mới khác nữa. Kilisa again. Và phiền não thêm. Then you try hard. Và cố gắng thêm. Karma again. Tức là nghiệp thêm. You get Và có một cái được một cái karma xe result mới. again. Mua xe mới ở đây đó là cái quả của nghiệp mới. This is called samsara. Và đây chính là cái vòng luân hồi. Don't need to wait to next life. You have samsara in this very life. Chúng ta không cần phải đợi kiếp sau mới gọi là luân hồi, mà chúng ta có luân hồi ngay trong kiếp sống này. So to catch. So you may say he has master prana, something like that, right? To catch all the things. Actually, we must practice all the system of meditation. Và để cắt cái phiền não này thì chúng ta cần phải thực hành thiền theo hệ thống Until we attain Ardhaship. cho đến khi chúng ta đắc đạo quả A-la-hán. Because Anagami also have Avatana, attachment to the life. Bởi vì vị A-na-hàm bản thân vị ấy cũng còn cái sự dính mắc đối với cái sanh hữu. So then for Arahat, they don't wish to get anything. Bởi vì đối với vị A-la-hán, vị ấy không cần For không example, muốn đạt tới cái gì nữa. they may offer flower to the Buddha. And they don't make wish anything to be reborn in the goodness or anything. They don't have any wish to do. Ví dụ như vị ấy vẫn cúng hoa lên Đức Phật nhưng vị ấy không mong cầu, không nguyện ước bất cứ một cái kết quả nào từ cái hành động đó. So in their mind, it's only a functional mind state, not wholesome mind state. Và cái tâm của vị ấy trong lúc cúng dường đó chỉ là những cái tâm duy tác, tức là chỉ đơn thuần nó hành động hoạt động vậy thôi, chứ nó không phải là tâm thiện như chúng So ta. then that kind of mindset cannot produce results. Và cái lập tố hay tâm duy tác đó nó không thể tạo ra quả. Okay, for example, they will try not with defilements. Ví dụ như họ sẽ cố gắng nhưng mà không phải với phiền não. Right? They will make actions without defilements. Và họ sẽ làm các hành động nhưng mà không với phiền não. Then it cannot cause any karma. Do vậy mà nó không thể tạo ra không thể tạo ra cái nghiệp gì cả. It cannot produce any result. Và không thể tạo ra quả gì cả. That's why when they pass away, no more rebirth. Do vậy mà khi họ chết đi thì không còn tái sinh nữa. Right? I have to give one example, right? When there's a wicks, there's a wax, there's a flame in the wine lamp. Practically here we have an oil lamp. Và như thầy đã đưa ví dụ, chính nếu chúng ta có một ngọn đèn dầu, ở đó có dầu, có bấc, tức là tim đèn, và có ngọn lửa, thì giống như ở đây chúng ta có đèn dầu đây. Similarly, although wine dry up because it's consumed by flame. Also, wicks also become shorter and shorter. It's consumed by flame. Then, no more wine, no more wicks, no more flame. Và khi ngọn lửa nó cháy thì nó sẽ hút dầu lên và dầu cạn dần và tim đèn hay bấc nó cũng sẽ ngắn dần cho đến khi mà không còn dầu, không còn bấc thì ngọn lửa nó cũng tắt đi. Then the flame disappear, right? Và cái ngọn lửa biến mất. Phải không? So that means
This is the definition of arahat. To give you a see, that's some kids answer this question, right? When arahat passed away, where their nama go? Where does their nama go, right? Their mentality go? That is the question. Like a tip. I reflect rightfully to I so I can give up this habit. Not quite clear, right? Sorry. Not quite clear. What is it? So she had this person has stress eating. So every time she faces something undesirable, she feels crave for food. Stress eating. Stress eating, crave for food. Craving for food. Yep. Okay. So she said that when she tries to be mindful about that and observe the craving for food,
And she observes the action of her body, but she still wants to go and find some food to eat. What can she do to give up this bad habit? Please let me read this in Vietnamese. Câu hỏi là: thưa thiền sư, mỗi khi con gặp việc không như ý thì tham ăn nổi lên, tức là ăn vì căng thẳng. Mặc dù con giữ được chánh niệm quan sát sự nổi lên của dục tham và hành động của thân, nhưng thân vẫn tìm cái ăn. Con phải quán gì để bỏ được dục tham này? Okay. We have one type of meditation. Ahare Pratikulasanya. Ahare Pratikulasanya means repulsiveness in food. Right? Perceptions of repulsiveness in food. Thầy dạy là chúng ta có một cái pháp thiền. Cái pháp thiền này là quán sát sự ghê tởm của thức ăn. Actually, it will be very wise. More than okay, 10. 10 ways of doing this one, right? So it will be too much. Okay, I will just give one example. One example means the first part is only for bhikkhu. And when we go for Bindapada, we have to see all the repulsive, all the repulsiveness around on the road, right? All the repulsive, like a rubbish, smelly things on the way. We have to see when we go house to house. This is for bhikkhus, right? For laypersons also, okay, when you go to the market, like for the fish market, very smelly, right? Trying to recall all the things. Cái bài thiền mà quán sự nhòm ngó Okay, another thing, right? Very simple one. Okay. Yep. Okay, this is just for making food, many different things, right? For example, you may have to wash. See, many, many processes. You know, many dusty things you can see. Many, many dirty things you can see, right? When you wash also, right? The washing, cooking, every process actually. You have to pass to make it clean, you know, very long process. Thì một cách nữa để quán tưởng và để sinh ra sự nhòm ngó với vật thực á, là khi mà chúng ta dọn dẹp, chẳng hạn chúng ta nhìn thấy những cái vật đồ đồ vật trong nhà nó rất là dơ, và chúng ta mỗi lần mà nó dơ như vậy, dơ và bụi, và khi mà chúng ta dọn dẹp á, thì mình thấy ra là mình quét nhà vân vân, thì mình thấy rất là nhiều cái thứ dơ, thì mình có thể nhìn những cái đồ vật dơ như vậy và dùng cái đó để làm cái hình ảnh quán tưởng. You know, I would say easier way to have this kind of perception, right? Okay, keeping many, many food on the table, it look nice, right? It look delicious. Có một cái cách mà quán tưởng dễ hơn nữa là khi mà chúng ta đặt các cái đĩa thức ăn trên bàn á, trình bày lên thì chúng ta thấy nó rất là ngon và đẹp. But after crossing your lip, keep inside your mouth. Then, have you ever tried to spit out? Have you ever tried before? Spit out? Nhưng mà sau khi mà chúng ta đã ăn và nhai các cái món ăn này và sau đó mà chúng ta ói ra đó, Okay, one more thing. You may have vomited, right? Vomit. đó là bị ói hoặc là bị ói So when you vomit, have you ever seen what does it look like? mửa. Chúng ta có thấy những cái vật mà mình ói ra không ạ? So let me, after crossing the lip,
inside the mouth, it changes that kind of formatting things, right? Như vậy là vật thực bên ngoài thì nhìn rất là ngon và đẹp, nhưng mà sau khi chúng ta đã nhai xong, sau khi nó đã đi qua cái cửa miệng của mình rồi thì nó rất là dơ và rất là bất mỹ, rất là bất tịnh. So after chewing, Sau khi nhai, chewing, right? It will change the color. màu sắc của vật thực sẽ đổi It changes my smell also. và cái mùi vị nó cũng đổi luôn. Right? Because it's smeared with the saliva. Bởi vì Right? nó đã trộn chung với lại nước miếng, nước bọt. Right? Have you ever tried to review all these things? Have you ever tried to review all these things before? Các quý vị đã thử quán tưởng về cái cách bằng cái cách như vậy chưa? Just only inside the mouth. We don't talk about stomach, right? Only inside the mouth. Ở đây là mới giai đoạn ở trong miệng thôi chứ chưa có đến giai đoạn là vật thực đi vào trong thân. Right before Trước khi chúng ta nuốt, Actually, you don't want to see it anymore, right? nghe tới đây là đã không muốn nghe nữa rồi phải không ạ? On the table, very beautiful. You decorate very well. The Vietnamese are very smart, right? Người Việt mình nó Decoration. trình bày món ăn rất là đẹp ở trên bàn á, là nhìn rất hấp dẫn. Right? So anyway, on the table, it looks nice. After chewing, you don't want to see it anymore. Trên bàn thì nhìn rất là đẹp nhưng mà đến khi mà mình nhai xong rồi là mình đã không muốn nhìn thấy nó nữa. So if you're trying to see two times, just try to spit out, put me up by your plate, onto your feet. Nếu mà mình thử là mình nhai xong rồi á và mình nhổ ra và mình để trên bàn và mình nhìn thấy nó đó thì mình cảm giác như thế nào? We don't go to very far, right? Only inside the mouth. Chúng ta không cần phải đi quá sâu vào thân đâu, chỉ cần nhìn thấy vật thực ở trong miệng là đủ rồi. So that means we have to reflect how the food change. Như vậy thì chúng ta hãy quán tưởng là cái cách mà vật thực nó thay đổi, nó biến đổi. Right? Actually, we have already talked about it here, right? We just eat the food to sustain the body. Do đó chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta ăn vật thực này để giữ gìn cái thân. Actually, please hang on. So, bring up Adam, please say, "Wami, Neva, Dawaya, Namara, Thầy Namara, Naya." Right? Now, this one, right? In dạ, the thầy morning vừa đọc prayers. cái bài quán tưởng thức ăn mà chúng ta phải tụng mỗi ngày trước khi ăn. So, that means if we know all this process, we have repulsiveness, no matter attachment to the food. Do đó khi chúng ta hiểu rõ các cái quá trình này thì và cái sự khi mà quán tưởng thức ăn đó thì chúng ta sẽ giảm bớt cái sự tham ăn và dính mắc vào thức ăn. Okay, so I should skip many other process, right? Thầy sẽ I just không nói inside về, the mouth, right? I don't go deeper than that, okay? Inside the mouth. thầy chỉ nói về cái giai đoạn mà thức ăn ở trong miệng thôi, thầy không có nói tiếp những cái giai đoạn sau nữa. Okay, another angle. Another angle Một góc means độ khác. when we are eating, we will eat together with our friends and families and groups, right? Khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta có thể ăn chung với bạn bè, gia đình, Right? bà con, vân vân. That everybody look happy, right? Lúc đấy chúng ta rất là vui vẻ. But the next morning, Nhưng mà sáng hôm sau, when you have to throw away from your body, khi mà chúng ta phải thải các cái vật thực ở trong cơ thể ra, you have to hide alone. chúng ta phải đi trốn và làm việc đó một mình. Right? You don't want anybody to see it. Chúng ta không muốn ai thấy cái việc đó cả. Even you yourself don't want to see it. Ngay cả chính bản thân mình cũng không muốn thấy luôn. This is the nature of the food. Đây chính là bản chất của vật thực. So actually, I have already mentioned, right? There are 10 process we have to follow. I just said 3 steps now. Thì đó thầy nói là cái bài quán tưởng vật thực này là nó có tới 10 bước, nhưng mà nãy giờ thầy chỉ mới nói có hai cái ví dụ thôi là mình đã thấy ngán rồi. Right? Just the first process before cooking. Okay, another process inside the mouth. The last process. Throwing away. Cái bước đầu tiên đó là trước khi mà mình nấu ăn, tức là lúc mình đi chợ vân vân. Cái thứ bước thứ hai là cái lúc mà giai đoạn vật thực ở trong miệng, và cái bước cuối cùng. So this is the way Buddha recommended his disciple to review about the foods.
Thì đây chính là cái cách mà Đức Phật dạy cho đệ tử Ngài quán tưởng vật thực. Giờ chúng con sẽ đọc câu hỏi cuối cùng ạ. I will read it in English first and then Vietnamese, so Bante has some time to. Sayadaw teach us that when wiriya is over, our concentration will decrease. So what? So could you please give us clear example? What are the kind of viriya that lead to the reduction of concentration? Tiếng Việt là thiền sư nói tinh tấn nhiều quá sẽ làm giảm định. Vậy cụ thể tinh tấn ở đây là những hành động nào làm giảm định? Okay, so one more thing, right? We have many stories about it. Okay, there's a one old bhikkhu. He was a hunter. Then he had a strong sense of urgency. He was ordained. He had very strong effort. Everywhere he's meditating. So another thing is he don't have enough sleeping. Or the sitting, no sleeping, no lying down. Then sometimes he feels drowsy. To prevent from drowsy, you know, he make what hay. And you in Vietnam you have paddy field, right? You have hail. Hail, right? Make saka of hail. So in the water, he put inside his upon his head. Because of wetness, he will not fall asleep, right? So diligent. He try many different ways. He cannot achieve anything. Và có liên quan đến câu trả lời này thì thầy dẫn một câu chuyện. Có một vị tỳ khưu lớn tuổi và trước khi xuất gia thì vị ấy là một thợ săn. Do bởi kinh cảm nghiệp quả cho nên vị ấy cố gắng nỗ lực hành thiền. Vị ấy rất tinh tấn, khi đi đứng nằm ngồi gì cũng hành thiền, và thậm chí buồn ngủ cũng không có nằm không ngủ, ngăn oai nghi nằm. Và những khi buồn ngủ quá thì vị ấy sẽ đội cái miếng rơm ướt để khiến cho mình tỉnh táo. Now one of the samnira is a learning sutta, not very far from her. The small samnira is a reciting sutta. And when he was meditating, he also tried listen very carefully. Chanting of samnira, right? No more meditating at the time. His mind go to the chanting. Then when samnira talk about viriya, in the sutta, it mentioned about viriya, right? He said, oh, I have that kind of viriya. He was very happy. And then also he said another part, satta. Oh, I have that kind of satta. He was very happy. Finally, somebody talk about balancing control of faculties in the sutta, right? And he realized, okay, I need this one. Và khi ấy, khi mà vị ấy ngồi thiền á, thì có một vị sa di nhỏ tuổi tụng kinh, học kinh bằng cách tụng đọc to lên, thì tai của vị này lại lắng nghe cái vị sa di tụng đọc học, và lúc đó lại không thiền. Thì khi cái vị sa di tụng hay đọc đến cái phần tính thì vị cảm thấy rất hoan hỷ và nói ô tôi cũng có cái tính này. Và khi vị sa di tụng đến cái phần tinh tấn thì viriya, thì vị này cũng nói ô mình cũng có cái tinh tấn như vậy và cảm thấy rất là vui. Nhưng khi vị sa di đọc đến cái phần phải cân bằng năm cái quần ngũ quyền này, năm cái loại năng lực của tâm này, thì vị đó ô vậy là mình cần phải có cái này. Okay, so this is one issue, right? That like he could balance everything, he could attain attention. This is the one story, right? This is a story, right? Another one is Buddha himself. Và khi vị ấy thấy rằng mình phải cân bằng thì vị ấy cân bằng, và vị ấy có thể cuối cùng là đã đắc được A La Hán. Okay. Many people have known Buddha practice austerity, right? But austerity is just contentment without eating. Actually, nobody talk about Buddha's meditation. How the Buddha meditates 5 years without any better results.
that we can find in the three sutta in Majjhima Và đó là câu chuyện, và có câu chuyện về Đức Phật. Bản thân Đức Phật khi Ngài hành khổ hạnh thì mọi người nghĩ rằng Ngài chỉ ăn rất là ít, là một cái sự biết đủ để cho thân thể. Nhưng trên thực tế bản thân Ngài cũng hành thiền khi mà Ngài hành khổ hạnh. Và cái việc hành thiền của Ngài như thế nào đã được mô tả rất kỹ trong ba cái bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh. Và mặc dù hành rất tinh tấn nhưng mà không có một cái kết quả tốt đẹp nào. Okay, I will keep a few steps because the sutta is very long. Okay, I will say some parts. The Buddha practice controlling breathing. You can imagine, even if you control breathing, you have to put extra effort to control breathing. Và Đức Phật Ngài đã hành thiền tinh tấn như thế nào khi Ngài hành 5 năm khổ hạnh? Đó là Ngài đã điều khiển cái hơi thở của mình. Và quý vị có thể tưởng tượng Ngài đã dùng sức như thế nào để kiểm soát cái hơi thở của mình. Body is very heaty because of too much effort controlling breathing. Body become very heaty. Và khi mà Ngài dùng cái năng lực của tâm, của thân để mà điều khiển cái tinh tấn, ai điều khiển hơi thở đó thì cơ thể trở nên rất là nóng bức. But he didn't give up. Và Ngài không từ bỏ. Then he restricted his practice. Và Ngài rất là nghiêm khắc đối với sự thực hành của bản thân. So he don't control, he don't breathe in from the nose. He just close the nose. He don't breathe out from the nose. All the breath come from his mouth. Ví dụ như khi Ngài thở vào thì Ngài không thở bằng mũi và Ngài ngăn hết mũi, và khi thở ra cũng không thở bằng mũi, chỉ thở bằng miệng. Controlling, right? Too much. Và rất là nhiều cái sự điều khiển kiểm soát hơi thở khác. Then if he headache. Và Ngài cảm thấy bị đau đầu. Yeah. Again, he didn't stop. More restriction. Tiếp theo nữa Ngài cũng không có từ bỏ và Ngài còn nghiêm khắc với bản thân hơn. So he control his mouth also. Don't breathe through the mouth. Nose. Right? That means all the wind come from the ear. Và Ngài không cho hơi thở ra từ miệng luôn, tức là đóng mũi, đóng miệng lại luôn, thì cái hơi thở nó ra đâu? Nó ra tai. Very strong wind from the ear. Có rất một cái luồng gió mạnh thổi ra từ tai. But his body become very heaty, and every body parts, right? Also very pain, like using the guy's very sharp knife, right? Cutting like sharp knives. Everybody parts very, very pain. Also very heaty all over the body. Not only that, headache, like somebody stabbed with this, like a knife on the top. You feel very headache. But keep meditating continuously. Và do Ngài kiểm soát hơi thở như vậy cho nên trong thân Ngài nổi lên những cái cơn đau đớn dữ dội, giống như có những cái con dao cắt qua thân thể, đâm xuyên qua thân thể. Cũng tương tự như vậy, Ngài bị cơn đau đầu dữ dội giống như có một cái ngọn giáo đâm từ trên đầu xuống. Nhưng Ngài không từ bỏ, Ngài vẫn thực hành. So you can imagine how he had to suffer, right? After that, long time he to keep doing the same things, his body become very weak. Finally, he cannot enter into any jhana. Another thing is eating a little. This is, it make his body weak. Another thing is he used too much effort. It also make his condition decrease or detach, as I say, right? Decrease. That's why in the very beginning he can enter into a big attainment. Gradually, his body become weaker. His concentration become weaker and weaker. Finally, he cannot enter into any attainment. He lost all jhana. Và lúc đầu thì Đức Phật còn nhập vào các thiền chứng được, nhưng do cái sự thực hành nghiêm khắc, tự kiểm soát cái hơi thở của mình như vậy, và do vì kiểm soát hơi thở cho nên Ngài đã sử dụng rất là nhiều cái tinh tấn, cái sự năng lực của tinh thần và kể cả thân thể để kiểm soát hơi thở, cho nên thân thể Ngài trở nên yếu đuối, tiều tụy đi, và do bởi ăn ít nữa cho nên càng ngày càng tiều tụy, và cuối cùng Ngài mất hết các thiền chứng, Ngài không thể nhập vào các cái tầng thiền như trước đây nữa. Okay, this is enough, right? The next one. Và
Giải thích như vậy chắc đủ rồi đúng không ạ? Yesterday, Sarah talked about sati, and Sarah said that in order to have sati, then we have to understand clearly. I still cannot understand clearly how about the natural bread, how it is, what is its statement, what is the statement of the natural bread? Natural breath. Okay. Good question, right? Natural breath means as you are breathing now, it's a natural breath. If you had extra things to have breathing to make it stronger or weaker, this unnatural breath. Okay. So you are breathing every day, breathing every minute, every second. Original one is a natural. Okay. If you have to do something clearer, stronger, deeper. This is unnatural. Okay. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi ạ. Hôm qua bài học về sati, về niệm, Ngài có dạy là để có niệm thì phải hiểu một cách rõ ràng. Con chưa hiểu rõ về hơi thở tự nhiên nó có trạng thái như thế nào. Xin Ngài dạy rõ và chi tiết về hơi thở ạ. Thì thiền sư giải thích là cái cách mà mình đang thở hiện tại đây chính là hơi thở tự nhiên. Cái cách mà mình thở mỗi ngày, mỗi giờ, cái cách mà mình thở hơi thở một cách bình thường, như thế gọi là hơi thở tự nhiên. Còn khi nào mà mình ép hơi thở, mình cố gắng thở thở sâu hoặc là thở mạnh, hoặc là mình có muốn thay đổi cái gì đó khác đi, thì lúc đó là hơi thở nó không còn là hơi thở tự nhiên nữa. Next I think maybe this good time to finish tonight. What time is it? Isn't How many questions remaining? we have so many, Oh. too many. Okay. This is your karma, not my karma. Đây là vấn đề của việc của chúng ta, không phải việc của thầy. Yes, It's we don't have enough time, right? 2020 now, so it's 8:20. Okay. So, sure, we should stop also, right? We should stop. Otherwise, you will sleep very late also. Nếu như mà bây giờ chúng ta không dừng thì quý vị sẽ bị đi ngủ trễ. So we may share merit, right? Sharing merit là chúng ta chia phước. Itavata chaamehi, itavata chaamhi, chaamhi, sambadang bunya sambadang, sambadang sabbe bhuta numodantu, numodandu, sabbe sattva numodantu, sabbasambandhi siriyam. sabbe sattva Idam me nyadinam hodu idang me nyatinang hontu, sukhita hondu nyadeyo. sukhita hontu nyatayo. Idam me nyadinam hodu sukhita hondu nyadeyo. Idam me punyam Đang mê bồ asava khayam nhà vaham hodu. sa Idam me bunyam kha ya nibbana va pachayo ya hodu ho tu mama bunya mama bồ vagam nhà va ga sabba satanam sa ba bhaje mi sa ta na te va sabbe me samam Ê sa bunya mang bunya vagam lavantu. ba Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Every steps for newcomer, right? Newcomers will take every steps, right? Xin hỏi hôm nay có ai mới đến không, thiền sinh nào mới đến ngày hôm nay không ạ? Xin hỏi dưới có thiền sinh nào mà mới đến ngày hôm nay, xin giơ tay lên ạ.
là mọi người đến từ hôm qua hết rồi đúng không? Only one is newcomer, so they came yesterday. I see. So let me. Okay, everybody also can chant together. It doesn't matter, right? Okay, it'll be after me. Bây giờ ngài cho giờ tám giới tất cả mọi người, những ai cần thọ giới thì thọ tám giới có thể cùng đọc luôn. Aham bhante tisarane Tisarena nasaha atthangasamanagatam upasatha saha Atthanga silam samanagatam dhammam Upasatha silam yajami anugaham katva Anugaham katva silam jetha Silang detha me bhante Me bhante dutiyampi Dutiyampi Aham bhante Sang bhante tisaranena saha Tisaranena atthangasamanagatam saha upasatha Atthanga samanagatam silam Upasatha silang dhammam yajami anugaham Dhammang yajami katva silam jetha Anugaham katva me bhante Silang detha tatiyampi Tatiyampi Aham bhante Sang bhante tisaranena saha Tisaranena atthangasamanagatam saha upasatha Atthanga samanagatam silam Upasatha silang dhammam yajami anugaham Dhammang yajami Anugaham katva silam jetha katva Silang me bhante detha Me yamavadami tavajetha bhante Amabhante Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Sanghang Saranang Tatiyambi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyambi Dhammam Saranam Gacchami, Tatiyambi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Ti Saranang sarana gamanam paripunnam. Gacchami. Amabhante. Panati padam. Panatipata Veeramani Veeramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi Samādhiyāmi Adinādana Veeramani Adinādana Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi Abrahmacariya Veeramani Veeramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi Musavadam Musāvādā Veeramani Veeramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi Sukkhameraya Sukkhameraya Majjhapamadatthanam Majjhapamadatthanā Veeramani Veeramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi Vikalabhojanam Vikālabhojanā Veeramani Veeramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi Natcha Gītā Gita Vādītā Visuka Visuka Dasanna Dasanā Malakanda Mālāgandhā Vilepana
vilepana dharana dharana mandana mandana vibhusanathana vibhusadathana veramani sikavadam samadhiyami veramani sikapadam samadhiyami ucchasayana ucchasayana mahasayana mahasayana veramani sikavadam samadhiyami veramani sikapadam samadhiyami tisarane nasa atanga samana gatam uposatha silam sadukam katava apamade na sambadetha amabhante sadu sa